Radio. tác phẩm chuyện tình trong cung nguyễn tác giả trần thùy mai người đọc ngọc hân một đêm ở thành phú xuân ý nghĩa ấy luôn trở lại với pierre poivre mỗi lần ông ngồi cạnh Michel Cương trong thương vụ quán. Người ta có thể bí mật với tất cả, nhưng không thể bí mật với người thông ngôn. Ông hơi khó chịu khi nghĩ rằng chàng trai này đã biết rõ những đề nghị mà ông phải nghe từ miệng quan khâm sai tàu vụ do triều đình chúa Nguyễn cử đến. Từ góc độ một người phương Tây, ông cảm thấy lời đề nghị là thô bỉ, gần như xúc phạm chàng thông ngôn Michel Cương hiểu rõ tâm trạng của người thương nhân phương xa. Ở xứ này, chuyện ấy là chuyện bình thường, gần như là một lệ tục. Thậm chí nếu không có, người ta còn cho là không phải phép. Theo tôi thì không phải là một lệ tục hay. Pierre Poivre nói, miệng nhếch cười mỉa mai. Năm ấy, Poivre 45 tuổi, xuất thân từ xứ pas de Calais, nước Pháp. Ông mang cái tên có nghĩa là Hồ Tiêu, cái tên đã trở thành sự nghiệp. Năm 15 tuổi, ông theo thuyền buôn của cha đến tận Thượng Hải. Chuyến buôn Hồ Tiêu đã làm cha ông thành một thương nhân lớn, cũng đã làm cho chàng thiếu niên Pierre hiểu ra những mối lợi kết xù nhờ khai thác những món hàng hiếm ở phương Đông và sự chênh lệch giá giữa hai châu lục. Sau hơn 10 chuyến buôn, một lần từ Đài Loan quay về Pháp, ông đã ghé một xứ nghe gọi là Cô Xin Xin, tức xứ đàn trong thuộc về Chúa Nguyễn. Một thị trường không hẳn lớn, nhưng hoang sơ và hấp dẫn. Thế là năm sau, Pierre cho chở một tàu hàng đến Pondicherry, chất thêm nhiều thứ khác, bò, da cầm, trái cây đủ loại, rồi cho tàu đến thẳng đàn trong. Bây giờ chiếc tàu ấy đang thả neo ngoài khơi cửa hội, hàng hóa đầy khoang, những kiện trái cây từ Pondicherry đang chín dần. Bò và gà cần phải được đưa lên bờ để hóa thành thoi vàng hoặc hồ tiêu, đường cát, gạo, càng sớm càng tốt. Nhưng lúc vừa nhìn thấy bờ biển Quảng Nam hiện ra trong ống nhòm, cũng là lúc ba chiếc quan thuyền sáp đến, vây quanh. Họ dăng thành một đội hình quanh tàu buôn của Pierre giáo mát sáng ngời dưới ánh mặt trời biển. Họ phong tỏa không cho các ghe buôn của người Việt được sát đến gần. Bây giờ, sau buổi gặp quan khâm sai tàu vụ từ Huế vào, người của Pierre Poivre đã được đổ bộ xuống Cù Lao Chàm, được mua thức ăn, được bán trái cây cho thương nhân bản xứ. Nhưng chưa hết. Poivre cười khang. Ông liếc nhìn Michel Cương chàng trai chẳng thèm quan tâm. Anh làm thông ngôn từ 4 năm nay, đủ kinh nghiệm để lúc nào cũng tỏ ra mình là người biết mọi việc, nhưng bàn quan trong mọi việc. Bây giờ anh chỉ chăm chú có một chuyện là ăn thật ngấu nghiến món cao lầu mì của nhà công quán Hội An. Lúc nãy, trong bữa tiệc mời quan khâm sai, anh chẳng nếm được mấy tí. Quá nhiều điều làm hai bên không hiểu được nhau, nên anh phải dịch không ngớt miệng cẩn thận có thể ngài không quen dùng ớt cay cương nhắc khi thấy pierre cho thêm cả muỗng tương ớt pierre cũng phải ăn thêm mì vì lúc nãy trong bữa tiệc ông ta đã lo lắng và nói nhiều hơn ăn ông ta hơi lúng túng với đôi đũa nhưng ổn cả tôi đã từng đi trung hoa nhiều lần mà từ khi còn ít tuổi hơn anh năm nay anh bao nhiêu tuổi 25. Khi nhỏ, tôi sáng dạ. Ông nội chỉ mong tôi lớn lên sẽ cho học chữ nho để đi thi, làm quen. Ông tôi là học trò nho, đi thi 10 khoa mà chỉ đậu tú tài. Nhưng đến khi tôi 10 tuổi thì cả nhà tôi được ơn Thiên Chúa. Năm 20 tuổi, các cha cố đưa tôi đến Pondicherry học. Từ đó cuộc đời tôi thay đổi. 25 tuổi, michel là một trong những người nổi tiếng nhất tại kinh thành huế vào thời võ vương nguyễn phúc khoát nói thạo tiếng pháp và tiếng bồ trở thành người phiên dịch trong tất cả các cuộc gặp gỡ của triều đình với các phái đoàn tây dương anh kiếm được nhiều tiền và trở nên thân cận với giới quyền quý vì vậy nhiều nhà quý tộc trong kinh thành bắt đầu muốn gửi con đi du học như cương đó cũng là thời mà hàng hóa tây dương được ưa chuộng trong các dinh phủ trong phủ chúa đồng hồ giá đèn bát chén đều dùng hàng tây chở đến trong số hồi môn của các quận chúa đi lấy chồng thường có chiếc gương tây nước thủy loại gương này rất tốt soi vào gương mặt thật sáng thật đẹp những món hàng đó tất nhiên rất đắt bởi lâu lâu mới có một tàu hà lan hay bồ đào nha chở hàng hóa đến mỗi lần tàu của người hồng mao thả neo ngoài biển là một cơn sốt diễn ra trong triều ai sẽ được cử làm khâm sai tàu vụ ra giao dịch với thương nhân tây dương trong triều thế ông nào lớn hơn ông nào sẽ có ân sủng được võ vương ủy thác nhất là lần này lần đầu tiên một con tàu đến từ pháp từ trước đến nay chưa có một con tàu nào lớn như thế và nhiều hàng hóa như thế vậy ông khâm sai này phải là người rất có thế lực đôi mắt xanh của pierre ánh lên vẻ thăm dò ông ấy là cha nuôi của hoàng tử kính ông hoàng được võ vương yêu nhất sao một hoàng tử được yêu quý lại phải làm con nuôi người khác thật kỳ lạ đó là tục lệ ở triều đình này. Mỗi hoàng tử được làm con nuôi một vị quan lớn trong triều. Hoàng tử sống tại nhà vị quan này và sau này sẽ được hưởng gia tài như con đẻ. Đối lại, nhà chúa sẽ tạo nhiều cơ hội làm giàu cho ông ta. Pierre Poivre lại cười, tiếng cười nghe như tiếng gầm gừ. Theo như anh nói đó, làm khâm sai tàu vụ là một việc đem lại lợi lộc Ngài là người thông minh, Ngài có thể tự giải đáp mà không cần tôi phải trả lời. Lợi ích béo bở của quan khâm sai tất nhiên sẽ lấy ở con tàu và kho hàng của ta, rõ rồi. Mà đâu phải chỉ có thế. Mẹ kiếp, người thương nhân chửi thề. Sáng nay, trong cuộc gặp gỡ ở hội an thương vụ quán, quan khâm sai đã đề nghị Pierre nếu muốn hàng hóa được lên bờ sớm và thuế được đánh ở mức dễ chịu nhất, hãy chịu khó mang quà đi biếu một vài nhân vật ở Huế. Đề nghị làm Pierre bực bội Trong lúc ông ta chỉ muốn làm việc với thuế quan, thì lại phải đụng đầu với một thứ lễ bộ hết sức phiền nhiễu và mất thời gian. Michel Pierre gặn hỏi Những nhà buôn Bồ Đào Nha những nhà buôn Hà Lan trước đây cũng phải làm cái việc đưa của đút như thế sao? Michel Cương im lặng một giây. Anh đột ngột trở nên khép kín. Thưa ngài, tôi chỉ là một người thông ngôn. Đôi mắt xanh lơ của Pierre ánh lên vẻ ranh mảnh. Đúng, ở xứ này, anh chàng này do công việc của mình đã biết quá nhiều điều. Một cái biết đầy nguy hiểm, đã gắn chặt sinh mệnh anh ta với đám quan lại tham ăn kia buông ra một tiếng thở dài thậm thường pierre nốc cạn chút rượu cô nhắc vào trong ly tôi hiểu anh bạn chẳng còn cách nào khác ngày mai anh và tôi sẽ đi huế anh nói với quan khâm sai rằng tôi đã đồng ý về cuộc hội kiến ở khang xuân Lâu kháng xuân lầu michel cương nhắc lại như muốn sửa cách phát âm cho người ngoại quốc khán xuân ờ đại khái là một nhà hàng lớn nào đó ông biết chỗ ấy chứ tất nhiên tôi đã đến nhiều lần một vẻ khó tả lướt qua trên mặt chàng trẻ tuổi có thức ăn ngon như món thịt kho ngon tuyệt ở thương vụ quán trưa nay và rượu ngon có đủ cả, cả đàn ba nữa. Cha, hay đấy. Pierre Poivre nhớ đến hình ảnh quan khâm sai. Một người Huế hòa nhã, vẻ mặt hòa dịu và khá cởi mở. Ông ta chậm rì rì, từ cử chỉ đến lời nói, lúc nào cũng thận trọng đến mức làm Poivre sốt cả ruột. Mỗi lần nâng tách trà lên uống, Ông khoan thai đưa tay trái nắm lấy tay áo lụn thụng bên phải. Bàn tay kia nhẹ nâng chiếc tách sứ một cách rón rén. Ngón tay út duỗi thẳng, sợ làm gãy chiếc móng tay dài uống xoắn. Nghe cương bảo đó là kiểu móng tay lá lan, biểu hiện sự quý phái nhàn nhã. Ông ta phải dưỡng nó trong ít nhất hai năm trời mới có. Pierre cười, hỏi cương. Những ngón tay như vậy khi bấu vào da thịt đàn bà thì sao nhỉ? Ta nghe nói đàn ông xứ này rất nhiều vợ, khi đã 70 họ vẫn còn cưới thêm nhiều mỹ nữ. Họ xoay sở làm sao trên giường với mấy cái móng tay đó? Michel cương không trả lời, mặt đỏ lên. Anh ta còn trẻ lại có đạo. Có thể anh ta không có nhiều thê thiếp như những người đàn ông khác ở đây. Pierre tự trả lời, ta biết rồi. chính những người đàn bà sẽ phải tự xoay sở. ông ta chỉ việc nằm khẩn và duỗi những cái móng lá lan cho các bà hôn hít. chàng trai miễn cưỡng góp chuyện. khi nào đến kinh thành, nếu ngài muốn biết về chuyện đàn bà ở phương đông, ngài có thể xem trong các hình vẽ ở kháng xuân lầu. chắc là tôi muốn chứ, ông bạn trẻ ạ. À nhưng trước hết tôi muốn nhất là làm sao có được các giấy tờ mà tôi đang chờ dài cả cổ lệnh cho bán hàng lệnh cho mua hàng lệnh cho tàu nhổ neo tất cả những thứ ông cần sẽ có hết nếu quan khâm sai mời được ông tả ngoại đến kháng xuân lầu đó là người quan trọng nhất ở thành phú xuân kháng xuân lầu tuy là đệ nhất tửu lầu ở kinh đô nhưng nằm khá xa hoàn thành trên vùng gò đồi của làng Dương Xuân. Trong gian sâu nhất của tòa nhà rường, cách nơi yến tiệc một hành lang nhỏ là những gian phòng đóng kín khuất vắng. Tú Nương, bà chủ kháng xuân lầu đang vén màn bước vào. Theo sau bà ta, một mụ gia nhân lực lưỡng đang bế bổng trên tay một cô bé chừng 15 tuổi, đặt vào tấm phản lớn, giữa lớp chăn nệm gấm theo. Cô gái người mũm mỉm, da trắng mỏng, vẻ mặt dịu dàng, rõ là một gái trinh mới lớn. Hà Hoa, con ngồi đây, ngó lên bức vách này, nhớ lại những điều ta đã dạy. Hôm nay đến lượt con rồi đó. Mụ chủ nói với giọng vỗ về. Mụ biết chẳng bao lâu nữa những cô bé này có thể thành những danh kỹ nổi tiếng của Kinh Thành, có thể tác động đến những đại gia quyền lực bậc nhất ở đây. Vì vậy, mụ không tiếc gì những lời lẽ ngọt ngào. Trước mặt cô bé, trên bức tường dài là những bức cổ họa tàu. Có tất cả 18 bức, tên gọi là Thập Bác Mô. Mỗi tranh vẽ một cảnh trai gái trong phòng the. Trước mặt cô bé là hình người đàn ông và cô gái, cả hai đều trần truồng. Cô gái đang cúi xuống, đôi môi son đỏ dẫu ra, ngậm lấy hạ bộ người đàn ông. Nét bút mảnh mai của kiểu vẽ thủy mặt nhưng cũng đủ diễn tả cảm giác khoái lạc trên hai gương mặt. Hình ảnh ấy đập vào đôi mắt trong trẻo của cô gái trẻ. Cô mở to mắt tò mò nhìn rồi cụp ngay mặt xuống. Tú nương cười nhạt, giọng ngọt như mía lùi. Sợ cái gì? Con đâu có sinh ra để làm con gái nhà lành mình sinh ra để làm đĩ, làm đĩ khéo thì có vàng bạc của cải, không khéo thì bị vứt vào sọt rác mà thôi. Một bàn tay mụ đưa ra sau nắm tóc cô gái giật mạnh, khiến cô phải ngẩng đầu mở mắt, nước mắt trào ra. Tú nương không thèm để ý, mặc cho cô bé khóc lóc. Đứa nào mà chẳng khóc. Ngoài kia trong những gian phòng kế cận lát nữa tiệc xong đám kỹ nữ sẽ đưa những ông khách say khước vào ngủ qua đêm đám kỹ nữ đó đứa nào cũng đã từng khóc mùi mẫn như thế này bây giờ thì chúng có thể cười thô đêm miễn là thưởng nhiều vàng lụa mụ ghé sát người hà hoa ngửi xem cô bé đã được tắm rửa cẩn thận chưa mụ sờ vào da thịt mịn màng như da trẻ con thoang thoảng mùi hương trinh nữ. Hai năm nay, từ lúc mua hà hoa về, mụ cho nuôi cô bé cẩn thận theo một cách riêng. Cô được uống nhiều thứ thuốc gia truyền và luôn phải ngồi trên giường, không một phút nào được đặt chân xuống đất. Đó là bí quyết để biến một đứa bé gái gầy ốm nhỏ thó thành một thiếu nữ mẫm mỉm với da thịt mịn như tơ bông kiểm tra một lượt xong, tú nương hài lòng, mụ dọa cô gái. Thôi nín đi, Liệu hồn, nếu ông tả ngoại không vừa lòng là ta sẽ dùng gia pháp đó. Con sẽ hầu hạ ông tả ngoại. Cô gái co rúm người lại. Dì ơi, ông ấy nhận ra con sẽ giết con mất. Làm gì có chuyện ấy. Dinh tả ngoại đã bán người cho ta Bây giờ mày là người của Kháng Xuân Lầu Ông ấy làm sao nhận ra mày Mà có nhận ra cũng không dạy gì mà giết Dứt lời tú nương quay quả bước ra Mụ còn phải lo chăm sóc bữa tiệc Cô gái trẻ ngồi một mình giữa đống chăn nệm Run rẩy Giữa năm thìn Một trận đói lớn lan đến tận Kinh Thành Hà Hoa phải bán mình làm nô tỳ trong phủ ngoại tả. Một trận lục tiếp theo, dân càng đói. Sau lục, phu nhân sai người nhà đem vàng phơi đầy sân. Hà Hoa bị bán vào kháng xuân lầu vì tội lấy trộm một lá vàng. Tiếng sơn phách đã vang lên trong phòng tiệc. Trên những chiếc chiếu rộng cạp nhiễu điều, ca nữ ngồi xen với khách. Michel Cương đã mắt nhìn quanh, nói cho Pierre Poivre biết chức tước của từng người. Ngoài quan khâm sai, còn có một quan tổng quản tài chính, vốn là người miên với nước da sẫm màu, quan thị vệ tòng, và hai vị quan khác trông hơi khác thường, với dáng người béo múp míp. Michel Cương cho Pierre biết đấy là hai thái giám có thế lực vào bậc nhất trong phủ chúa thảo nào họ làm ta nghĩ đến những con mèo thiến nhưng thái giám cũng đến kỷ viện làm gì nhỉ ông lầm rồi đa số thái giám đều lấy vợ họ chỉ mất khả năng sinh sản không có nghĩa là mất sự ham muốn chỉ có những kỹ nữ già dặn kinh nghiệm nhất mới làm họ thỏa mãn được thôi lần đầu tiên pierre thấy những thái giám của cung đình phương đông trong khi tất cả các quan khác đều mặc áo sa chiếc khăn lụa như những khách giàu có trong dân gian. Một trong hai thái giám vẫn mặc nguyên phẩm phục quan chức để đến nơi này. Đủ biết độ uy quyền và bất chấp của ông ta. Nghe nói đó là thái giám thân tín của võ vương. Còn người kia là thái giám hầu cận bà quý nhân họ Trần, vợ yêu của nhà chúa, mẹ của vị hoàng tử mà quan khâm sai tàu vụ nuôi dưỡng. Ông ta là người đã bế hoàng tử từ phủ chúa đến dinh thự của ông quan này 5 năm về trước. Cả một liên minh chặt chẽ thế này mà chưa đủ bảo đảm cho con tàu của ta sao? Pierre hỏi. Vẫn còn thiếu một người, một người quan trọng nhất. Ông tả ngoại. Đúng, ở Phú Xuân này, ông ấy quyết định mọi việc pierre cố nén một tiếng chửi thề hai quan hầu thân cận nhất của hoàng gia một ông cha nuôi của hoàng tử đúng ra chừng ấy khuôn mặt phải đủ để bảo đảm sự ủng hộ của vị chủ tể xứ này nhưng như michel cương cho biết ở xứ này vua chúa chỉ ăn chơi nếu nhà chúa che chở thì không ai dám làm hại nhưng khi ông tả ngoại chưa gật đầu thì chẳng có việc gì xong cả nếu chúa có trách cứ ông ta cũng không thiếu lý do để xin lỗi và làm vừa lòng chúa chắc chắn ông ấy đến chứ pierre sốt ruột tiếng đàn hát vẫn véo von nàng kỹ nữ bên pierre rụt rè vuốt ve bàn tay khách bàn tay đầy lông hoe hoe vàng hình như lần đầu nàng tiếp một khách người hồng mao cái tên chung mà dân việt thời ấy dùng để chỉ người phương tây khúc hát vang bên tai pierre với những âm giai lạ ông hỏi và bật cười khi nghe michel cương bảo rằng tên khúc hát này là kim tiền nghĩa là tiền vàng món ăn dọn ra ê hề trên chiếu những món ăn xinh xắn có vẻ ngon lành đặt trong những đĩa nhỏ trông như những món đồ chơi điểm rất nhiều hình hoa tỉa tót công phu nhưng pierre không ngon miệng được lâu tửu lầu đã đưa ra món ăn sang trọng nhất những con chó mới sinh với đôi mắt nhắm nghiền chừng với thuốc bắc và mật ong trong những chiếc thố sứ michel cương biết khách ghê sợ món ăn này anh ra hiệu cho nàng kỹ nữ đừng xẻ vào bát của pierre thế nào ông ấy cũng đến nếu ông ấy đến coi như mọi việc xong quan khâm sai nhoài người sang nói với pierre michel dịch đầy đủ câu nói của ông anh biết đấy chỉ là một lời trấn an không phải bữa tiệc nào quan ngoại tả cũng đến trước khi quyết định đến dự hay không đến một bữa tiệc ông ta thường đã nắm rõ những thỉnh cầu của người mời pierre poivre muốn công nhận thông thương cho tàu buôn pháp muốn bán hàng và mua lại hồ tiêu đường cát gạo nhiều năm nay liên tục mất mùa nên triều đình vẫn có lệnh cấm bán gạo và đồ sắt cho thuyền buôn nước ngoài sắt thì pierre không cần nhưng gạo từ xứ này nếu chở được tới ấn độ sẽ là một vốn bốn lời tất nhiên ông ta biết rõ đó là một món hàng cấm thấy michel cương ngồi trầm ngâm pierre nhận ra bên anh không có một kỹ nữ nào sao thế anh bạn trẻ thưa ngài họ quen tính tôi rồi tôi là người có đạo pierre nhún vai tôi còn có đạo trước anh mà anh không cần phải bảo hoàng hơn vua như thế anh bạn trẻ đức jehovah sẽ tha tội cho chúng ta vào cuối tuần sau khi ta xưng tội với các cha cố. Michel không nói gì. Chung quanh, rượu đang tràn những chiếc chén sứ, kỹ nữ và thực khách ngã ngớn lả lơi. Tiếng cười rang lên từng cơn. Michel nhận ra sự có mặt của mình phần nào cản trở cuộc vui. Hiểu ý anh, quan khâm sai bảo. Thầy thông cương phiền thầy ra gặp tú nương xem mụ ta chuẩn bị ra sao michel đi rồi pierre poivre bế bổng nàng kỹ nữ đặt lên đùi mình ông ta duỗi đôi chân dài nãy giờ gò bó co lại trên chiếu cảm giác đầu tiên về người đàn bà xứ lạ cô ta nhẹ bẩn trên người cô ta cái gì cũng nhỏ nhỏ trông như búp bê đồ chơi người kỹ nữ bắt đầu dạng dĩ lên nâng ly rượu lên miệng khách còn đợi chờ cuộc hội kiến quan trọng nên pierre chỉ nhấp miệng ông cảm thấy buồn cười khi cô ả nhoài người hôn và má ông theo cái cách hôn của người châu á giống như hít một bông hoa ngồi yên trong cơn mưa vuốt ve ông ta nghĩ tới michel cương thật kỳ lạ một mặt anh ta cố gắng giữ các nguyên tắc của đức tin một mặt lại tận tụy phục vụ những gì trái ngược hẳn với chúng. Và cả đám người này, họ phụ thuộc vào Michel đến mức nếu anh không phải là người thông ngôn duy nhất của Kinh Thành, anh khó mà sống được đến nay với chừng ấy chứng tích tối tâm trong một tâm hồn thánh thiện. Tú Nương dẫn Michel đến gian phòng kế cận, nơi một mâm tiệc nguyên vẹn bày sẵn chờ quan ngoại tả qua dãy hành lang cả hai bước vào chỗ hà hoa đang ngồi trong giờ phút dài như bất tận cô gái cúi gầm nhìn mặt đất phía dưới phản trong lòng cô chợt nảy ra một ước muốn mãnh liệt ước được bước chân xuống đất được đi lại trên đất nhưng cô không dám vì đó là điều cô bị nghiêm cấm trong nhiều năm rồi cứ ngồi nguyên bất động hà hoa tưởng tượng thấy mình đang bước đi ra khỏi kháng xuân lầu, quay về ngôi nhà tranh ngày xưa ở làng quê. Lâu lắm rồi cô không được trở lại. Cô thấy mẹ mình tông tả gánh lúa trên đường làng. Cô chạy theo sau mẹ, một tay nách em, một tay xách toàn ten cái ấm đất đựng nước chè xanh. Tú Nương và michel Cương bước vào. Cô gái giật mình sực tỉnh, nhớ lại hoàn cảnh đáng buồn. Mụ chủ, gian phòng kính, những bức tranh vây quanh. Ông Cương! Michel ngạc nhiên. Ông Cương! Xin ông cứu giúp cháu! Xin ông cứu cháu làm phúc! Hà Hoa kêu lên, quên cả đôi mắt đe dọa của Tú Nương. Michel Cương chịu, không thể nhớ mình đã gặp cô bé này lúc nào. Hà Hoa kêu nài. Ông không nhớ sao? Cháu là con tí, cháu của cụ đồ ngoạn làng Dương Sơn. Mỗi lần Tết, mẹ con cháu vẫn qua gói bánh tét cho ông mẹ. Michel Cương cũng là người làng Dương Sơn. Giờ đây cha mẹ anh vẫn còn ở đó. Anh bối rối. Tôi biết làm gì bây giờ? Cháu xin ông, ông làm phúc. Cô bé bắt đầu khóc nức nở. Chẳng làm gì giúp được cô bé ngoài cách chuột thân cho cô. Nhưng Michel Cương không nghĩ đến việc đó Anh đâu có định thu nạp ti thiếp Vả lại, đời nào mũi chủ chịu Nhất là trong lúc này, khi quan ngoại tả sắp tới Với tú nương và đám người đang lao vào một thương vụ quá hấp dẫn Họ nhất định phải làm ông ta hài lòng với mọi giá Dù sao anh không thể quay mặt đi ngay Dù sao cô ta cũng là người làng cô gái à từ từ hãy tính đi đêm cũng muộn rồi tôi chắc là quan ngoại tả không đến đâu nói rồi anh vội bước ra ngoài như muốn gạt nhanh hình ảnh cô gái tội nghiệp ra khỏi tâm trí michel cương quay lại phòng tiệc lòng nặng trĩu anh tự trấn an mình không có lỗi Lẽ nào mình có thể cứu được tất cả những cô gái bị đem bán trong những đêm hoang lạc ở kháng xuân lầu? Tiếng sinh phát đã ngừng từ lâu trong phòng tiệc, nhường chỗ cho tiếng đùa giỡn lao nhao và hơi rượu nồng tỏa khắp. Một kỹ nữ đang kể một chuyện cười khá tục tiểu. Tiếng cười phụ họa rang lên. Pierre Poivre không hiểu chút gì trong mớ âm thanh hỗn độn vây quanh ông nhưng có hề gì. Rượu và gái là những ngôn ngữ không bao giờ cần phiên dịch. Thỉnh thoảng, Pierre nhún vai nhìn sang quan khâm sai, vẽ sốt ruột. Chẳng nhận được từ quan một tín hiệu gì, ông ta bắt đầu nản, quay sang chú một nhìn hai vị thái giám. Pierre nghĩ. Ông nghĩ tới những đêm dài trong cung cấm, nơi những con người này phải chứng kiến hoang lạc của người khác, sự thèm khát của họ bị đè nén đến mức khi bùng lên trong thật dị dạng. Thấy Michel cương trở lại, Pierre nói, liếc về hai ông quan hoạn. Một sự xa đọa hiếm thấy, phải không? Michel lặng lẽ một lát, rồi nói, như nói với chính mình: Tôi thường nghĩ đến một ẩn dụ trong cựu ước. Đó là câu chuyện về thành Sodome thành sụp đổ bởi chất chứa quá nhiều tội lỗi ông ngoại tả thì sao khuya rồi theo tôi thì ông ta không đến có lẽ ông ấy nghĩ những đòi hỏi của ngài là quá nhiều nhưng số tiền và quà tôi bỏ ra cũng không ít anh có nghĩ thế không thưa ngài tôi chỉ là một người thông ngôn Đôi mắt xanh của người nước ngoài chợt xám lại. Michel Cương nhìn kỹ nét mặt Pierre, đôi lông mày rậm xoăn trên hốc mắt sâu tối. Khi Cương còn nhỏ, đã nghe ông nội dạy cách xem tướng. Đấy là những nét biểu hiện tính phủ phàng. Ông nội đã mất trước khi những chiếc thuyền Tây Dương đến, nên anh không kịp hỏi những điều ấy có đúng cả với diện mạo người hồng Mao hay không thốt nhiên bên ngoài vang lên một tiếng kêu báo hiệu tất cả các quan đứng cả dậy nhìn ra ngoài cửa đằng xa xa trong đêm tối một đám sáng hiện ra michel cương bước hẳn ra ngoài cố giỏi mắt nhìn xa hơn 10 ngọn đuốc dẫn đường thấp thoáng dưới ánh đuốc là đoàn gia nhân áo dấu nẹp xanh xúm xít quanh chiếc xe tứ mã ngoại tả quốc phó Trương Phúc Loan. Ông ta đang đến. Thương vụ của Pierre Poivre xem như đã thành công. Michel Cương vội quay ra tìm tú nương. Lúc cùng mụ bước vào căn phòng, anh suýt hét lên. Hà hoa đã treo cổ. Cái bóng trắng của cô lũng lẳng dưới xà nhà, trong ánh sáng của ngọn đuốc hoa và mùi thơm hồi hương tỏa ra từ chăn gối. Mái tóc đen nhánh sổ ra rủi dọc theo thân người, trông như một nét vẽ kinh dị giữa 18 bức tranh khoái lạc vây quanh. Tiếng hét không kịp bay ra từ cổ họng Michel vì tú nương đã vội bịt lấy miệng anh. Rất nhanh, chỉ vài mươi khắc sau, cái xác còn nóng được cán ra ngoài michel thấy đôi mắt cô gái mở to nhìn trừng trừng vào mặt anh. Đuôi tóc lệch sang bên, kéo lê trên mặt đất. Ông Cương, xin ông đừng nói gì làm các quan mất vui nhé. Bà chủ kỹ viện nói như năn nỉ. Quay về đám gia nhân, bà đanh giọng. Khoan đã, đi lối sau, đừng để ngài nhìn thấy quan ngoại tả và đoàn tùy tùng đã tới sắp tiến vào cửa chính michel michel cương nghe tiếng pierre poivre gọi hối hả thầy thông cương thầy đâu rồi tiếng quan không sai giờ này là lúc không thể thiếu anh họ đang nóng lòng chờ anh trở lại nhưng michel cương không trở lại tái xanh và đau đớn anh đi sau chiếc cán đưa hà hoa bé tí của làng dương sơn qua bên kia đồi họ đi về phía trường cởi cách dương xuân hoa lệ không xa nơi những nấm mộ nằm san sát bên nhau lặng lẽ trong đêm tối michel michel xa xa tiếng gọi còn đuổi theo michel cương vẫn lầm đuổi vừa đi vừa đưa tay làm dấu thánh. Huế, tháng 11 năm 2008 Trần Thùy Mai Nàng công chúa té giếng Quan ngự y phùng thất ngần ngừ đặt bút viết thêm vị thuốc cuối cùng. Phá cố chỉ Liệu đơn thuốc này có giúp gì được cho nàng công chúa nhỏ? trước mặt ông để tam phi yên lặng nhìn theo ngọn bút ngồi trên chiếc đoạn kỷ chạm xa cừ lấp lánh nàng như đang ngồi trên một bụi gai đôi mắt to và đen dịu của nàng vẫn rất đẹp nhưng đầy mệt mỏi vẻ đau đớn cơm nín này đã ở trên gương mặt nàng từ lâu lâu lắm rồi vậy mà trong cung người ta vẫn bảo trong ba người vợ chính thức của hoàng đế đệ Tam Phi Ngọc Bình là người được sủng ái nhất. Chẳng khó khăn gì mới nhận ra điều đó. Vì nàng trẻ hơn Đức Hoàng đế đến hơn 30 tuổi. Vì nàng đẹp như thế. Vì cung gia ân của nàng luôn luôn được vinh dự đón ngài đến nghỉ ngơi. Nhưng lúc này đây quan ngữ y phùng thất đang thấy rõ hơn bao giờ hết nỗi khổ tâm của Ngọc Bình ông có tin lần này thuốc hiệu nghiệm không ngọc ngôn đã uống nhiều thuốc lắm rồi mà bệnh không thấy giảm phùng thất cuối rạp đầu xin lệnh bà tạm bình tâm con người có số mệnh ngọc bình nghe vậy nhắm mắt như có một cái gai rất dài đâm thấu tim nàng lảo đảo đứng dậy đi về cung ngọc ngôn nàng công chúa lên sáu đang dãy dụa trong tay hai bà nhũ mẫu và một bầy thị nữ. Tất cả đang xúm vào giữ không cho cô bé xé quần áo trên người. Càng bị giữ, cô càng tức tối, quay qua xé áo bọn thị nữ, làm họ ré lên khiếp sợ, chạy tán loạn. Ngọc Bình thấy cảnh tượng nhốn nháo. Nàng vẫy tay ra hiệu cho hai nhũ mẫu lui ra, nhưng cả hai người đàn bà hầu như không nghe lời nàng Họ cứ ra sức đè Ngọc Ngôn xuống Ngọc Bình điên lên Nàng lăn xả vào ôm chầm lấy con Lúc ấy hai người đàn bà vạm vỡ mới chịu buông Dường như vòng tay ấm êm của người mẹ dễ chịu hơn hẳn Ngọc Ngôn bắt đầu dịu lại Cô bé như lã ra Cái đầu bé nhỏ ép sát vào ngực mẹ hai nhũ mẫu quay đi nhưng họ không đi đâu xa họ chỉ lùi lại một chút sau bức mành cũng có thể là họ lo lắng rằng công chúa sẽ lên cơn phá phách trở lại mà cũng có thể vì đối với đệ tam phi họ đã quen chỉ vâng lời chiếu lệ thôi ngọc bình biết hai nhũ mẫu đều là người của hoàng hậu cử đến họ phục vụ mẹ con nàng nhưng trong lòng họ âm thầm khinh thường nàng cả cung điện này khinh thường nàng khi Ngọc Ngôn ra đời đủ 3 tháng 10 ngày. Theo lệ trong cung, nàng bồng con đến ra mắt vương hậu. Toàn bộ cung tần đều có mặt trong cung khôn thái. Nàng tiến vào, hai tay đưa con gái dâng lên cho vương hậu xem mặt. Tống Nguyên Phi vừa được phong hậu nửa tháng trước đó, bồng đứa bé lên, run run âu yếm. Bỗng nhị phi họ Nguyễn ngồi cạnh chợt như buộc miệng, Sao trong mặt công chúa giống... Câu nói nửa chừng nín bạc. Tống vương hậu lừa mắt. Tất cả nín im thinh thích. Ngọc Bình ngẩn ngơ không hiểu vì sao cả cung phòng chợt lặng đi ngột ngạt như thế. Sau này, nàng mới hiểu. Trong cái lặng lẽ ghê sợ đó, trong óc mỗi người đều vang lên cùng một câu. Sao đứa con gái này không giống nhà vua? Sao mặt nó giống hệt ngụy toản? nhà vua cùng với tiền quân nguyễn văn thành băng qua những công trình đang xây dở cung điện phú xuân xây dựng từ thời các chúa nguyễn được xây thêm nhiều cung phòng dưới triều tây sơn nguyễn huệ những cung phòng ấy làm vua gia long không ưng ý vào thịnh thời của quan trung hoàng đế tiền bạc không thiếu nhưng triều tây sơn mới nổi chưa tạo được cho mình một tầng lớp quý tộc thực sự biết hưởng thụ cái đẹp trong mắt gia long ông vua dù sao cũng sinh ra và lớn lên trong đền chúa. Những đường nét kịch cỡm nặng chất, nông dân trong những cung điện xa xỉ xây thời Tây Sơn thật khó chịu. Đến thời quan toản, hơn 10 năm chiến tranh làm kiệt quệ ngân khố. Những dinh thự vốn đã không đẹp lại bị bỏ mặt không chăm chút bảo trì nên càng ủ ê thô thiển. Gia Long bảo Nguyễn Văn Thành mới xong binh lửa lẽ ra còn nhiều việc phải lo nhưng cung điện không thể không xây lại cung điện cũ sẽ làm cho lòng người nhớ lại triều đại của ngụy tây trẫm không cho phép điều đó lăng đan dương của ngụy huệ đã bị tận phá chỗ chết của y ta còn không để lại dấu vết huống hồ chỗ sống nguyễn văn thành nói ngay không lưỡng lự chuyện này ông đã nói với vua nhiều lần lắm rồi Tâu bệ hạ, vậy mà vẫn còn một dấu tích sống của ngụy Triều, ngày ngày đêm đêm kề cận bệ hạ đấy thôi. Nhà vua cười gượng, biết ông đang nói đến Ngọc Bình. Đây không biết là lần thứ mấy mươi, Nguyễn Văn Thành năng nì nói đi nói lại về số phận người đàn bà này. Xin bệ hạ đừng quên, để ngụy Hậu kề cận mình rồng là một việc quá liều lĩnh, chẳng những can hệ đến chuyện an nguy mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của người nữa đáp lại thái độ căng thẳng của nguyễn văn thành nhà vua thường chỉ cười xuề xòa làm như chẳng có gì quan trọng khanh đừng lo một người đàn bà chân yếu tay mềm làm gì được ta chẳng qua là một cọng cỏ thôi mà nhưng còn thanh danh của bệ hạ đến nay hạ thần vẫn còn phải sai quân tướng lùng tìm dư đảng của ngụy tây sơn các bộ tướng của thần sẽ nghĩ sao khi thấy ngụy hậu vẫn nhẫn nhơ ngay giữa cung đình nghe nhắc đến thanh danh nhà vua xa sầm vẽ mặt không còn giữ được vẻ cố tình vô tư nữa tại sao khanh cứ một tiếng ngụy hậu hai tiếng ngụy hậu khanh đừng quên tam phi vốn là công chúa nhà lê Quan toản trước đây cưới nàng làm hoàng hậu là nhằm mục đích ve vãn đám công thần cũ của Triều Lê thôi. Bây giờ trẫm dung nạp nàng cũng chính vì mục đích ấy. Nghe vua nói, Nguyễn Văn Thành im lặng một lúc, rồi không nhịn được, thốt lên. Tâu bệ hạ, vua Lê Hiển Tông có đến mấy chục con gái, cớ sao bệ hạ nhất định phải lấy một người? Vua Gia Long tím mặt lại, ngài nói dõng dạc từng tiếng trẫm là vua cả giang sơn này là của trẫm tại sao lại không thể định đoạt số phận một người đàn bà biết không nói được nữa tiền quân thành im lặng cuộc chuyện trò giữa vua tôi bỗng gián đoạn cả hai sải từng bước dài qua những cung điện đang xây dở chú mục nhìn vào thợ thuyền đang làm việc mà lòng trĩu nặng những ý nghĩ bực bội trẫm là vua mấy tiếng ấy lâu nay vẫn thường chặn họng tiền quân thành những lúc ông nói năng sôi nổi quá trong lòng nguyễn văn thành dấy lên một nỗi chua chát trẫm là vua ngày trước ông ta không nói thế ngày trước ông ta nói nhún nhường quả nhân đức bạc may nhờ chư tướng hết lòng phò tá Tả quân Lê Văn Duyệt thì khác, không thường căng thẳng như Tiền quân Thành. Kể về quyền bính, ông cũng ngang ngửa với Tiền quân. Kể về thời gian theo vua, ông còn phò vua trước. Nhưng ông không bao giờ nói ngang trước mặt vua. Vốn xuất thân là hoạn quan trong dinh chúa Nguyễn, ông hiểu rõ những trò trái tính trái nết của vua chúa. Đấy là một đặc quyền của đế vương nếu không thì người ta xây bức thành cao ngất vây quanh che khuất tử cấm thành làm gì vốn là hoạn quan nên tả quân duyệt tiện việc ra vào nội cung thường gặp nhị phi trong viện đoan trang trước ba quân ông là võ quan hét ra lửa còn với nhị phi thì ông vẫn là một ông thái giám già để bà trút bầu tâm sự Nhị Phi theo vua từ lúc 16 tuổi. Lúc vua đang còn buôn ba cơ hàng, mấy lần sanh xong phải bồng con chạy tránh nạn Tây Sơn lùng bắt. Lúc nằm gai nếm mật chỉ mong cho đến ngày chiến thắng. Cực thịnh thành suy, người xưa dạy thế, quả không sai. Nhị Phi lẩm bẩm, nhìn tả quân duyệt như chờ một lời chia sẻ. Tả quân hôm nay được nhị phi vời vào để tặng cho ít bánh gai cung nữ vừa làm. Nhân dịp ngồi chơi vài ván tổ tôm, rồi câu chuyện lan man. Nhị phi kể chuyện hôm qua gieo quẻ mai hoa bốc. Ông thấy có đúng không? Cực thịnh thành suy. Những năm gian khổ chỉ mong đến ngày này. Tưởng là vinh hoa hạnh phúc, ai ngờ đến khi vui mừng tột bậc thì lại sinh mối lo buồn như thế tả quân duyệt đặt quân bài xuống chiếu nói khỏa lớp đi lệnh bà lo buồn làm gì cơ nghiệp nay đã vững vàng trong tay bệ hạ đó là điềm thịnh quá lớn chút chuyện nhỏ nơi phòng khuê sao có thể nói là suy nói thế chứ tả quân cũng biết thừa với ai thì là chuyện nhỏ chứ với nhị phi thì là chuyện lớn lớn vô cùng Trước nay lòng luyến ái của nhà vua đối với bà thật sâu nặng. Những năm gian nan, Nguyên Phi Tống Thị vì là vợ cả, phải giữ phận làm dâu, ở lại phụng dưỡng mẹ chồng. Theo sát mình rồng trong những lúc bôn ba chỉ có nhị phi. Thế rồi đến ngày vinh hoa phú quý, thì một người đàn bà khác trẻ hơn, đẹp hơn, dòng giỏi sang cả hơn bỗng xuất hiện, chiếm hết bao nhiêu sủng ái mà nào phải cao quý gì cho cam cái phường phản chúa lộn cho ông ấy nếu biết giữ gìn thể giá thì phải tự vẫn chết theo ngụy chúa mới phải nhị phi nói nỗi căm tức làm răng bà nghiến lại tính nhị phi mạnh mẽ không chịu ngậm hờ nuốt tuổi trong lòng có gì tức tối cứ thế mà tuôn ra lê văn duyệt thì không thể như vậy được ông biết mình phải giữ mồm giữ miệng không muốn kẹt vào những chuyện rắc rối trong nội đình ông nán đợi xong ván bài rồi tìm cớ rút lui làm đại tướng làm đại thần ông đâu có thời gian rảnh rỗi nể nhị phi lắm ông mới ngồi hết ba ván tứ sắc tả quân duyệt đi rồi nhị phi càng thấy ấm ức trong lòng bà thầm nghĩ ông này hỏng bây giờ chỉ biết lo giữ tướng ấn đức vua phải quấy gì cũng mặc không dám can ngăn trong khi đó tả quân duyệt sải những bước dài ra khỏi khu vực nội cung ông vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến ván cờ quyền lực đang mở ra trước mắt hoàng hậu họ tống đã lớn tuổi không sinh nở được nữa con trai là hoàng thái tử cảnh mất sớm nhưng cảnh vẫn còn để lại hai con trai sau này có thể kế thừa ngôi báu nhị phi cũng có hai con trai đã trưởng thành nhưng nhị phi không phải là hoàng hậu con bà vẫn không thể xem là con đích giờ đây bà không phải là vợ cả cũng không còn là vợ yêu vua đang sủng ái ngọc bình nàng con trẻ có thể sẽ có con trai sau này tả quân duyệt nghĩ thầm nhị phi không ăn yên ngủ yên đâu phải chỉ vì ghen tuông thói thường của đàn bà câu chuyện tâm sự hôm nay thực chất là một lời đề nghị liên minh lực lượng nhưng ông không muốn đặt cược thế lực của mình vào cửa này tả quân chưa thấy mặt ngọc bình nhưng cũng đoán chắc nàng đẹp lắm phải thế nào mới khiến một ông vua mẫu mực luôn nói đến đạo lý quân thần vua phụ bỗng chốc quên hết những nguyên tắc đường vẫn còn dài Tả quân tự nhủ, không việc gì phải vội. Rảo bước, Lê Văn Duyệt ra khỏi đại cung môn. Không biết rằng ngày ấy, giờ ấy, ông đã tính sai một ván bài chính trị. Cái sai 15 năm sau sẽ đưa cả nhà họ Lê đến họa diệt tộc. Hoàn thành xây xong, đẹp tráng lệ. Dân Phú Xuân mê mẩn ngắm những vọng lâu lộng lẫy nhô cao giữa trời xanh. Kể từ đấy, thế giới sau những cánh cổng thành đóng kín trở thành hoàn toàn bí ẩn. Hồi mới hết chiến tranh, người ta còn nghe gia nhân, đầy tớ nhà các quan, lính thị vệ trong dinh vua, kháo nhau những chuyện về vua quan. Giờ đây đã có lệnh cấm bàn tán những chuyện trong cung phủ, nên chẳng ai biết gì xảy ra sau những bức thành cao ngất. Vua Nguyễn nương náu hơn 10 năm ở phương Nam, quân tướng phần lớn chiêu mộ trong ấy. Các hoàng tử công chúa ra đời rồi lấy vợ lấy chồng cũng trong ấy. Đương thời ở Kinh Đô, nghe giọng Nam là biết người sang, biết là nơi có thần có thế. Vì vậy nhiều người Huế cũng bắt chước nói giọng Nam lơ lớ. Rốt cuộc cái giọng ấy trở thành một thứ thời thượng lúc bấy giờ sáng hôm nay trong cung khôn thái của hoàng hậu tống thị người nữ quan hầu đọc sách cũng đang đọc bằng cái giọng nửa nam nửa huế ấy tống hoàng hậu thích đọc truyện bà thường vời hết phi tần rồi cho nữ quan đọc những chuyện về phi hậu các đời để làm gương thị nữ dân bánh gai bánh gớt để dùng trà đặt trên mấy chiếc mâm chân quỳ trên sập trên sập Tống Hoàng hậu ngồi uy nghi. Chiếc kỹ kê thấp hơn là dành cho Nhị Phi. Một chiếc thấp hơn nữa dành cho Tam Phi Ngọc Bình. Dưới nữa là cung tầng trong các viện. Nhị Phi đang nói điều gì đó với nữ quan. Nữ quan ngửa trông lên Hoàng hậu. Bẩm Hoàng hậu, lệnh bà Nhị Phi muốn nô tỳ đọc truyện ngu cơ. Hoàng hậu gật đầu, tán thành. Phải rồi, chuyện ấy ta cũng thích Hạng vũ thất trận bạch đế thành Ngu cơ tuẩn tiết, hồn thành cỏ thơm Một cung tầng khe khẽ thưa Bẩm, chuyện này hôm trước chúng thần thiếp đã nghe rồi Nhị phi bảo Nghe rồi thì nghe lại Chuyện trung hiếu tiết nghĩa phải nghe nhiều lần để lấy làm gương. Hoàng hậu thì vô tình, mà nhị phi thì hữu ý. Năm lần bảy lượt, nhị phi luôn đòi nữ quan đọc hết truyện ngu cơ lại đến truyện mỹ ê. Ngu cơ tự sát để khỏi rơi vào tay hán vương, kẻ đánh bại chồng nàng. Mỹ ê, vương phi chim thành, nhảy xuống sông để khỏi phải hầu hạ Lý Thánh Tông, người chiến thắng tất cả những tấm gương liệt nữ ấy được tấm tắc khen ngợi là nhằm làm cho tam phi ngọc bình ngồi trên chiếc ghế cao kia mà như bị chôn xuống tận bùn đen suốt cả buổi đọc truyện bao giờ nàng cũng ngồi chết lặng khuôn mặt dài ra tái nhợt nàng cũng đã từng tự tử nhưng không thành cuộc tình duyên ngắn ngủi với quan toản không cho nàng đủ can đảm để tự tử một lần thứ hai. Cô bé Ngọc Bình 16 tuổi là công chúa nhà Lê. Nhưng nhà Lê lúc ấy có còn đâu. Một mảnh cung điện cũng không còn. Ngọc Bình theo mẹ về làng quê ẩn trong trang trại ở quê ngoại. Nhưng cuộc chiến máu lửa đã lan về tận làng quê Phù Ninh xa xôi ấy. Quan Toản và triều đình Tây Sơn thất trận ở Phú Xuân kéo nhau chạy ra Bắc, tính chuyện lâu dài để chống lại quân nhà Nguyễn. Theo lời quần thần hiến kế, quan toản tìm công chúa Út của nhà Lê lập làm hoàng hậu để tranh thủ sự ủng hộ của các cửa thần nhà Lê ở đất Bắc. 16 tuổi, Ngọc Bình bị lôi ra khỏi trang trại của mẹ, mặc áo theo, đội mũ phượng, ngồi bên mình ông vua trẻ mới 20 tuổi. Mọi nghi lễ vẫn cố giữ đầy đủ, thậm chí hơi khoa trương một chút ồn ào một chút để cho bàn dân thiên hạ phải lưu tâm người ta bảo xem ra triều tây sơn vẫn còn thịnh đám cưới vua trẻ năm nay cũng chẳng kém huy hoàng so với đám cưới của đức quang trung hoàng đế và ngọc hân công chúa thuở trước nhưng người hiểu thời cuộc thì biết rõ việc tuy giống mà nội tình chẳng giống chút nào thời cuộc đổi thay nhanh quá Mới ngày nào Đức Quang Trung phò lê diệt trịnh, đại phá quân thanh, uy danh lẫy lừng trong thiên hạ. Thoáng một cái, mới có hơn 10 năm mà triều đại đã suy tàn. Cả triều đình mục ruỗng như cây cột bị mọt đục đến tận tim. Vị vua trẻ, sau những lần bại trận hải hùng, luôn bị ám ảnh bởi viễn cảnh rùng rợn của hồi chung cuộc, không còn nhuệ khí của tuổi 20. mươi đêm đầu tiên làm vợ ngọc bình chưa hết run sợ sau lần đầu chăn gối bỗng giật mình khiếp hãi khi nghe tiếng ken két vang lên ngay trong màn quan toản nghiến răng vật vã trong giấc ngủ ngọc bình thu hết can đảm nhìn vào mặt người chồng mới cưới khuôn mặt nhăn nhúm tuyệt vọng những tiếng ú ớ phát ra cùng với hơi thở gấp ông ta đang dễ dụa gào thét không thành tiếng trong cơn mê chỉ ba tháng sau, quân Nguyễn Vương đánh đến Bắc Thành. Triều Tây Sơn sụp đổ. Quan Toản bị giải về Phú Xuân rồi bị xé xác. Cái cực hình thảm khốc ấy, chắc chàng trai 20 tuổi đã mơ thấy trong đêm tân hôn của mình ba tháng trước. Ngọc Bình lặng đi vì những hồi ức thê thảm. Nàng ngồi đó mà hồn để tận đâu đâu nữ quan đọc dứt câu chuyện nhị phi lên tiếng hạng vương biết mình sắp bị diệt khuyên ngu cơ khéo thờ người mới ngu cơ lấy gươm tự sát để tỏ lòng trung thành với chồng thiệt là tấm gương cho chị em mình noi theo đám cung tần im thít trong đầu mỗi người đều liên tưởng đến tam phi một vài cung tần thân tín của nhị phi phụ họa nghe chuyện ngu cơ nhiều lần rồi mà lần mô em cũng không cầm được nước mắt vừa thương vừa cảm phục họ sợ uy hoàng đế nên không dám đá động gì đến tam phi chỉ hùa nhau ca ngợi ngu cơ để cho nàng phải nhột nhưng ngọc bình cứ thẫn thờ nhìn ra khoảng không phía trước không thấy không nghe gì cả Nhị Phi liếc nhìn mặt Tam Phi, lòng không khỏi nghĩ thầm. Quái lạ, ngụy nữ dạo này xuống sắc, mặt mũi bơ phờ, trông tiều tụy hẳn đi. Sao hoàng thượng cứ ngự mãi ở Tam Cung không chán? Hay là nó có yêu thuật gì? Bà nghĩ vậy mà lo âu cho đấng quân vương. Ý tưởng ấy, Nhị Phi không dám nói với nhà vua, chỉ thầm thì tâm sự với Tống Hoàng hậu cả chuyện vì sao Ngọc Ngôn mặt mày chẳng giống vua mà nghe đâu lại giống ngụy Toản. Ý Nhị Phi muốn mượn miệng Tống Hậu nói lại với vua. Nhưng Tống Hậu chỉ gạt đi. Phi lo xa quá. Sau khi ngụy Toản bị ta bắt đến 6 tháng sau, Tam Phi mới vào hầu hoàng thượng. Một năm sau mới sinh Ngọc Ngôn. Làm sao mà có máu huyết của ngụy được? Tâu biết đâu được cũng có khi trời đất sinh sự dị thương chuyện tần thủy hoàng ngày xưa nằm trong thai 12 tháng mới sinh chắc lệnh bà còn nhớ tống hoàng hậu chỉ cười không nói bà hiểu tâm trạng nhị phi làm gì mà chẳng hiểu 20 năm trước khi nhị phi nguyễn thị được tiến làm tả cung tần cho nguyễn vương bà cũng đã xót xa đến chết đi sống lại bây giờ thì những xót xa đã chết hẳn bà tự biết cái đức lớn nhất mà tất cả những người vợ cả phải có là không biết ghen vả lại tự đáy lòng bà cũng thấy thương nàng công chúa nhỏ từ lúc con trai bà hoàng thái tử cảnh mất bà đã ngẫm nghiệm ra tất cả những hư vô của kiếp người và sự thảm khốc của chiến tranh không được tống hoàng hậu tán đồng nhị phi buồn bực về cung lòng vẫn hậm hực yêu nữ có thuật gì mà bệ hạ say mê nó đến thế đêm nay cũng như rất nhiều đêm cung gia ân lại được thắp đèn đuốc sáng choang đón hoàng đế ngự đến viên thái giám theo xe vua đến trước thềm cung vẫy tay ra lệnh cho đoàn tùy tòng lui ra rồi đứng nghiêm chầu hầu. Sau buổi tiệc khuya, những lồng đèn đã được tắt bớt, ánh sáng dịu dịu tỏa trên những hàng hiên chạm trổ. Bảo mẫu già bồng một đứa bé gái rón rén bước ra. Đứa con gái nhỏ bị bịt miệng dãy dụa. Đi đâu? Viên thái giám thì thầm hỏi. Đưa sang cung khôn thái hoàng hậu bảo nếu hoàng đế đến thì đưa công chúa qua bên ấy cho khỏi kinh động mình rồng viên thái giám tránh sang bên cho bảo mẫu xuống thềm qua quan ngự y phùng thất ông biết công chúa ngọc ngôn mắc một chứng bệnh thần kinh mà từ xưa người ta thường gọi là bệnh té giếng nhà vua không thích nhìn thấy công chúa bởi dù hoàng hậu và nhị phi không nói nhưng cũng đã lắm người trong tôn thất nói rằng công chúa trông giống ngụy toản họ bảo cái tà khí của ngụy còn sót lại trong bụng người mẹ đã ám ảnh thai nhi nên mới như thế ban đầu ngài cười xòa gạt đi như khi nghe ai kể chuyện hoang đường nhưng một lần hai lần ba lần ngài bắt đầu để vào tai bảo mẫu đi rồi cửa cung đóng lại như lệ thường tất cả thị nữ lui ra ngoài trong khi viên thái giám già lùi vào trong túc trực trong hành lang sát bên trướng gấm dưới ngọn đèn lồng bóng người thái giám già đổ dài đơn độc như mọi đêm ứng hầu ở cung gia ân ông đã quen với tiếng hét hải hùng của tam phi giọng nhà vua ôm tồn trẫm có làm nàng đau đớn đâu không nàng kinh sợ không phải vì đau nhà vua là một người đàn ông trầm tĩnh nhẹ nhàng và lịch lãm nhưng ngọc bình thét lên vì trong lúc ấy nàng vừa thấy quan toản hiện ra người đầm đìa máu sâu thẳm từ bên trong nhà vua thấy một cảm giác khoái lạc kỳ lạ khi ở bên nàng điều mà không người vợ nào đem lại cho ngài được không phải vì tuổi trẻ sắc đẹp của nàng cũng không phải vì cảm giác nhục thể cội nguồn sự thống khoái ấy hình như bắt rễ từ đâu đó sâu kín vô cùng từ trong vô thức có một lần trước đây ngài đã có được cảm giác như vậy đó là khi đứng nhìn quân sĩ quật mộ ba vua nhà Tây Sơn. Cái cảm giác sướng khoái ngất trời, bù đắp cho hơn 30 năm cây cực gian nan trong đời ngài. Kể từ lúc chính chúa tổ tiên nhà Nguyễn bị quân Tây Sơn hốt cốt đổ sạch xuống sông xuống biển. Nhưng sự sung sướng khi quật mộ kẻ thù chỉ có một lần. Còn Ngọc Bình là một ngôi mộ sống có thể quật lên bao nhiêu lần cũng được những đêm ở bên nàng vua tận hưởng niềm sướng thỏa của mình ngài cố ý kéo dài nó lần này sang lần khác nó đáp ứng những khao khát báo thù sâu thẳm trong lòng ngài khiến ngài không thể sống thiếu nó không thể nào dứt ra với nàng được trong lúc đó bên cung khôn thái tống hoàng hậu đã xong một ngày mệt mỏi địa vị đứng đầu tam cung khiến bà phải bận bịu từ sáng sớm cho đến bây giờ Bà tự tay mở áo bào, tháo mũ phượng, trút bỏ đôi hài cánh trả theo hoa lộng lẫy. Như lệ thường, mặc dù có thị nữ chầu hầu, nhưng bà vẫn tự mình thay đổi y phục. Khi chỉ còn lại mấy người thân tín, bà khoác lên mình chiếc áo tràng lam, ngồi xếp bàn trên chiếc chiếu trải giữa cung phòng. Có tiếng động. Bảo mẫu đưa Ngọc Ngôn vào. Cô bé vẫn chảy dùa Bảo mẫu nhét khăn vào miệng cô Để khỏi vang tiếng kêu ồn ào trong nội điện Đưa hoàng nữ vào đây cho ta Hoàng hậu hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền Bảo Tô lệnh bà Sợ e hoàng nữ không chịu yên Tống hoàng hậu vẫy tay Bảo mẫu lại gần đặt ngọc ngôn xuống rồi lùi ra không biết vì cái uy của bậc mẫu nghi thiên hạ hay vì dáng vẻ hiền hòa thương xót trong mắt người mẹ kia mà thần trí cô công chúa nhỏ bỗng nhiên dịu lại. Cô bé ngồi xổm, mở thao láo đôi mắt nhìn vào hoàng hậu. Qua quan ngự y phùng thất, hoàng hậu biết chứng bệnh của Ngọc Ngôn không có thuốc nào chữa được. Vì thuốc chỉ chữa được tật bệnh chứ không thể nào chữa được oan nghiệt của nhân gian tống hoàng hậu cầm hai bàn tay bé nhỏ bà nhớ lại bàn tay bé nhỏ của những đứa con mình đã mất bà nhớ lại tất cả những điêu linh tan tác oán thù trong nửa thế kỷ khởi vòng tràn hạt trên tay mình bà đeo vào cổ tay ngọc ngôn miệng thì thầm. Phép Phật nhiệm màu, xin chữa lành cho con. Huế, tháng 5, năm 2008 Trần Thùy Mai Nơi có những cây tùng xanh biếc Ando Chie cúi xuống nhúng ngón tay vào chậu nước. Nước ấm vừa đủ tắm. Nàng kéo màn che cửa sổ. Ngoài kia, một cây anh đào vừa nở, những nhành hoa rủ xuống trắng hồng. Xin ngài vào tắm kéo nước nguội. Giọng nàng nhỏ nhẹ và lễ phép. Ngoài 30 tuổi, Chie mạnh khỏe và bầu bỉnh trong bộ kimono giản dị màu lam là người giúp việc cho hoàng thân cường đệ. Cô đến ở đây đã hai năm theo sự bố trí của đại tá Wanatabe. Năm ấy hoàng thân đã ngoài 50 tuổi, dáng vóc nho nhã nhưng khuôn mặt gầy đượm buồn. Ông chăm chú viết những chữ nho chân phương rất đẹp trên giấy trắng. Thấy Chie, ông ngẩng lên, vẻ mặt ngần ngừ. Lại tắm, ta mới tắm hôm kia. Chie mỉm cười. Ông Hoàng Việt Nam này rất lười tắm gội. Người Nhật vốn rất sạch sẽ. Bao giờ cũng thế, Chie rất cương quyết với ông. Chie đến gần, đặt tay lên nút áo ông. Chiếc áo năm thân màu nguyệt bạch với rất nhiều khuy vải. Ở Nhật đã 20 năm, ông vẫn mặc áo Việt. Những chiếc áo ông đem theo từ Việt Nam đã cũ nát từ lâu. Chiếc áo này là do Chie phỏng theo áo cũ để may cho ông kiểu áo việt trên nền lụa nhật nhưng hôm nay ông hoàng dường như trái tính hơn mọi ngày ông chùn lại xua tay ánh mắt đầy nghi kỵ để ta yên từ lúc chia mới tới đây ông vốn đã không tin nàng ông không cho nàng sắp xếp thư từ giấy tờ trên bàn ông dù chúng thường rất lộn xộn mỗi lần đau ốm ông cố giấu không cho nàng săn sóc Chie là người do quân đội Nhật cử đến. Ông nghi kỵ nàng nhưng không thể từ khước nàng. Ông khư khư không cho nàng chạm tới đống thư từ, nhưng lại quá cần nàng thu dọn giường nằm bề bộn, pha cho ấm trà buổi sáng, khâu lại áo sống. Cả ánh mắt cương quyết của nàng mỗi lần bắt ông đi tắm. Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt ông, Chie lẳng lặng không nài ép gì nữa. Nàng quay ra một lúc rồi trở vào với khay trà. Nàng đã quen. Những lúc căng thẳng thế này chỉ có một ấm trà tàu mới có thể làm ông dịu lại. Bước qua ngạch cửa, nàng khựng lại. Kỳ ngoại hầu cường để, hoàng đích tôn đời thứ năm của vua Gia Long đang bừng mặt khóc. Ando Chie vội vã đặt khay xuống án thư, chạy đến đỡ lấy mái tóc chớm bạc đang rũ rượi gục về phía trước. Tấm thân gầy mỏng của người đàn ông như muốn sụp xuống trong tay nàng. Điện hạ, hoàng tử. Chie cứ nghĩ ông sẽ đẩy nàng ra. Nhưng lần này cường để chỉ ngẩn lên, mắt nhìn sững vào khoảng không trước mặt. Nàng nhẹ nhàng chậm những giọt nước ứa ra quanh đôi mắt thất thần Có chuyện gì? Cường đệ không kiềm chế được, khóc nước lên Bác Phan mất rồi Tại Tokyo một buổi chiều tháng tư, cường đệ nhận được thư báo Phan Bội Châu, người đã tìm đến ông khi ông mới 21 tuổi Đã tôn ông làm minh chủ của phong trào Đông Du chống Pháp người đã đón ông sang Nhật để tính chuyện phục quốc lâu dài. Việc Phan Bội Châu bị bắt ở Thượng Hải đã là một đòn quá mạnh đối với ông. Từ ngày ấy, ông không thôi cảm thấy lạc lõng, hoang mang. Cảm giác thối chí, thỉnh thoảng lại ám ảnh ông. Ông phải hết sức chống lại. Bây giờ Phan Bội Châu đã mất. Hơn 30 năm lưu vong trên đất Nhật, bao nhiêu ý chí, nghị lực của ông dường như được truyền từ sức mạnh tinh thần của con người này vậy mà giờ đây người ấy không còn nữa số phận đã bỏ rơi ông giữa một thế giới mênh mông xa lạ trong cảnh tiến thoái lưỡng nan không phải là chuyện có thể chia sẻ với ando chie nhưng biết nói cùng ai ở nơi lữ thứ này phong trào đông du đã tan rã trần đông phong đã tự vẫn Tăng Bạc Hổ, Nguyễn Siêu đã trốn đi. Chỉ còn mình ông trơ trọi giữa trời cùng đất tuyệt. Chie cố gắng an ủi ông, dù không biết người chết là ai. Nàng dìu ông vào giường, đắp chăn, buông màn cho ông. Để mặt ta! Cường để nói, xua tay, quay mặt vào góc tối. Chie gật đầu. Nàng ém màn vào dưới nệm, bước lùi mấy bước. Chia, yeah, đừng đi. Ông ta biếu lấy tay nàng. Che cảm thấy tất cả nỗi cô đơn, hoảng loạn của người đàn ông. Nàng cúi xuống, lồng tay vào chăn, ôm lấy ông vỗ về. Bất giác nàng cũng rơi nước mắt. Tiếp thương điện hạ lắm. Chia nói những tiếng rất giản dị Nàng biết rõ cường đệ không giỏi tiếng Nhật và nàng cũng không biết lời an ủi nào hơn. Nhưng linh cảm dạy cho nàng biết phải làm gì. Nàng ghé nằm bên ông và ấp ủ ông bằng thân thể ấm áp của mình. Đêm ấy trời mưa. Khi trời sáng, chị e cuốn màn mở hé cửa sổ. Nàng nhìn thấy những cành anh đào sủng nước. Nàng đặt chỗ nước nóng cạnh giường, Nhúng chiếc khăn bông trắng muốt rồi vắt thật ráo. Người đàn ông của nàng đã tỉnh giấc. Nàng cúi xuống, mỉm cười dịu dàng lau mặt cho ông. Kỳ Ngoại Hầu nắm lấy tay nàng, Vẽ mặt ông lộ vẻ biết ơn. Chốc lát, ông quên người đàn bà này là người của quân đội Nhật. 30 năm lưu lạc trên đất nước này, ông đã nhiều lần được chở che. Ông Inukai và Kashiwabara đã bảo bọc ông. Thuyền trưởng tàu Yajomaru đã hết lòng che chở ông thoát khỏi sự truy lùng của mật thám Pháp. Đó là chuyện 20, 30 năm trước. Lúc đó ông còn trẻ, chí khí còn hăng hái. Gần 10 năm nay, từ khi Inukai bị ám sát rồi, ông quá chật vật với cuộc sống cô đơn, mệt mỏi phải nhận sự bảo trợ của lục quân Nhật là bất đắc dĩ. Ông không thể không dựa vào người Nhật. Nhưng ông biết Nhật và Pháp có thể bắt tay với nhau bất cứ lúc nào. Ando Chie có phải là tai mắt của quân Nhật không? Ai biết đâu được. Dù sao lúc này bên ông chỉ còn có nàng thôi. Giờ phút này nàng đang dịu dàng lau mặt ông cảm giác được chăm sóc làm ông bùi ngùi ứa lệ. Chia chuyển dần chiếc khăn nóng xuống cổ và ngực ông. Nàng nhẹ nhàng mở khuy áo để lau vai và lưng. Bỗng cường để buộc miệng. Về Việt Nam, ước gì ta được về Việt Nam? Chia khựng lại một giây, rồi nàng hiểu. Nàng nhẹ vỗ vào lưng ông như dỗ dành rồi ngài sẽ về nhất định có ngày ngài sẽ về mà ông hoàng lưu vong cảm thấy ấm lòng ông siết chặt tay nàng như muốn cảm ơn trong lúc đó chie lại thấy lòng âm thầm một nỗi buồn ông sẽ đi sẽ xa nàng chắc chắn sẽ có ngày ấy cuối tháng đại tá wanatabe gặp ando chie ở bộ tư lệnh lục quân như thường lệ, Chie nói với ông về tất cả những sinh hoạt của cường đệ Wanatabe hỏi Cô có thấy ông ta tiếp khách khứa từ xa tới không? Không ạ à. Ông ta có nhận thư từ tin tức gì từ Việt Nam? Không ạ à. Chie trả lời chắc chắn đến nỗi Wanatabe không hỏi thêm gì nữa Ông ta nhìn Chie từ đầu đến chân như muốn đánh giá lại quan hệ giữa nàng và người ngoại quốc lưu vong ấy Chie đỏ mặt. Nàng hiểu cái nhìn của đại tá. Chắc chắn là ông ta rất khuyến khích việc nàng lên giường với người đàn ông kia. Điều đó rất có lợi cho công việc. Chỉ có điều, ông ta không biết hôm qua nàng đã ủ ấm cho cường để. Không phải với tư cách một nhân viên của lục quân Nhật, mà với tất cả tấm lòng của một người đàn bà. Năm năm sau, Chiến tranh khốc liệt trên khắp đất nước Hoa Anh Đào. Những trận bom Mỹ dội xuống, những ngôi nhà bằng gỗ và giấy cháy phừng phừng trong các góc phố Tokyo. Đang mùa lá đỏ nhưng chẳng còn ai nghĩ đến lễ hội mùa thu. Chỉ còn những đoàn người tản cư dắt díu nhau chạy. Ando Chie gói quần áo vào hai chiếc tay nải. Vội vàng nhưng nàng không quên những chiếc áo lụa năm thân, áo dài the khăn xếp và cả bộ bình trà tàu nhỏ xíu. Ông ơi! Chie gọi. Hoàng thân giật mình, quay ra. Hôm nay ông mặc ô phục chỉnh tề. Trong cảnh trộn rộn của Tokyo, vẻ chỉnh tề của ông trông thật lạc lõng. Mình đi thôi, ông ạ. À. Mọi người đều tản cư về quê, chiều nay là chuyến chót. Hoàng thân hốt hoảng. Nhưng ta còn phải chờ máy bay. Biết đâu ngày mai máy bay sẽ tới. Chia nhìn ông, xót xa. Cuối tháng 7, nội cán Suzuki Kantaro đã tổ chức bữa tiệc linh đình đưa ông về nước. Sau 32 năm xa quê, cái tin được về nước làm ông bàng hoàng. Trong bữa tiệc linh đình tại khách sạn đế quốc, ông hân hoan từ giả hết các chính khách đã ủng hộ ông. Mãi đến lúc sắp ra sân bay Haneda, cơm gói thức ăn đi đường từ tay Chie, ông mới nhìn thấy vẻ buồn trong mắt nàng. Đừng buồn Chie, ta về nước rồi sẽ tính chuyện đón nàng sang. Chie mỉm cười. Ở Việt Nam, ông còn có người vợ cả và hai con nay đã lớn. Người vợ mà ông đã xa cách từ năm 25 tuổi Ông sắp về với người đàn bà ấy Nàng cảm thấy buồn Nhưng nàng mừng cho ông Ngày hôm ấy ông đi Rồi đến tối mịt lại quay về Ông kể Trên sân bay Nhân viên bộ tham mưu lục quân Nhật Và ký giả báo chí tề tự để tiễn chân ông nhưng máy bay từ Sài Gòn không đến đón Ông quay về Ngã vật trên giường Mắt mở trừng trừng nhìn lên cao Chị e tháo giày cho ông Lau mặt cho ông Nàng nhỏ nhẹ bảo ông Ông ạ à, Đừng buồn Chắc máy bay bị trở ngại gì đó thôi Mai lại đến ấy mà Từ đó hôm nào nàng cũng quấn sushi Cho ông đem theo Hôm nào ông cũng ra phi trường Haneda. Hôm nào ông cũng trở về. Hơn năm hôm sau, nhân viên lục quân lẫn ký giả không còn ai đến nữa. Chỉ còn ông ngày ngày một mình ngồi đợi. Lũi thủi tới, rồi lũi thủi về. Và hôm nay, ngày cuối tháng 7, bom B-29 của Mỹ đã trút xuống Tokyo ông vẫn còn nghĩ đến chuyện đến phi trường chờ đợi chie bảo ông mình phải đi thôi ông ạ à, phải chạy về quê nếu không là chết đúng rồi nàng cứ đi ta ở lại biết đâu chie nắm lấy tay ông bàn tay ông gầy quá với mọi người ông là một hoàng thân được các cơ quan tiếp đón các ký giả sang tinh đưa các nghị sĩ bảo trợ. Còn với nàng, đây là một người đàn ông tha hương, lạc lõng, túng thiếu, cô độc. Lúc này, nàng nhất định phải cứng rắn hơn ông, như những lúc bắt ông phải đi tắm vậy. Nàng khoát tay nải lên vai ông và đẩy ông đi. Cường để gượng lại, phản đối. Nhưng khi bị đẩy đến cửa, dòng người tay sách nách mang chạy loạn đập vào mắt ông. Và ông hiểu ngay điều gì đang xảy ra Đêm đó trên chiếc xe bò lắc lư trong dòng xe qua vùng ngoại ô Ông nhìn thấy Tokyo bốc cháy Lửa rực đỏ dưới những lằn máy bay Mỹ vút ngang Căn nhà mà lục quân Nhật cấp cho ông đã cháy rụi Tháng 8, bom nguyên tử dội xuống Nagasaki và Hiroshima Nhật Bản đầu hàng không còn ai đủ sức nghĩ đến vị hoàng tử lưu vong. Chỉ có một người đàn bà thầm lặng mỗi ngày làm thuê cho một xưởng thang ở vùng quê để nuôi một người chồng lớn tuổi. Ando Chia lúc này không còn là nhân viên của lục quân Nhật nữa. Buổi sáng, nàng thức dậy nấu nước nóng cho chồng rồi tất tả đi. Nàng vẫn thế, dù làm ở xưởng thang nhưng lúc nào về nhà cũng rất sạch sẽ. Còn chồng nàng vẫn vậy, rất lười tắm và suốt ngày ngồi chép những trang sách chữ hán đã cũ nhau. Nhiều người hỏi sao ông chồng nàng chẳng làm việc gì mưu sinh. Chia e chỉ cười. Ông ấy là một ông hoàng, dù rất nghèo và chẳng hề có quyền uy. Ông chẳng làm được gì cho nàng cả. Nhưng nàng yêu thương ông với tất cả sự triều mến xót xa trong lúc ông thì đau đớn chỉ muốn về quê hương, nghĩa là rời xa nàng. Nhưng nếu ông không có giấc mơ hồi hương, liệu ông có còn là người đàn ông mà nàng thương yêu không? Năm năm sau, cơ hội về nước lại đến. Andochie lại chuẩn bị hành lý cho cường để lên đường. Nước Nhật đã trở lại thanh bình. Trước ngày Cường để về nước, bạn bè làm tiệc tiễn đưa. Ký giả báo Asahi cũng đến dự. Cụm ly mừng, nhà báo ngỏ ý muốn đưa tin chuyến trở về của vị hoàng thân sau gần 40 năm biệt xứ. Chuyến đi lần này bằng đường biển, từ cảng Kobe đáp tàu Hải Minh đến Bangkok, rồi theo đường bộ qua Campuchia về Tây Ninh. Vì sao phải về nước qua cửa khẩu Tây Ninh? Vì Việt Nam đang thời kỳ chiến tranh Việt Pháp pháp vẫn còn đóng quân ở nam kỳ nhưng tây ninh nằm trong lãnh địa của giáo chủ phạm công tắc với sự bảo trợ của phạm công tắc ông có thể lên bờ an toàn ký giả asahi dặn dò khi ngài tới nơi rồi xin điện ngay cho tôi biết cường để ngẫm nghĩ trong nước hiện đang chiến tranh tin tức khó gửi có lẽ cứ tính theo hải trình Đến trung tuần tháng 7 thì Bỉ Nhân đã đến quê nhà, quý ông có thể đưa tin được rồi. Ando Chie đưa ông đến bến cảng. Mùa thu, khí trời xe lạnh. Tiếng quả kêu vang sau những tàn cây lá đỏ. Ông đi rồi, Chie trở lại căn hộ hai phòng ở phố Ogikubo. Con đường bỗng dài hơn bao giờ hết. Ông hứa sẽ có ngày đón nàng sang Việt Nam lúc đó nàng chỉ bảo bao lâu cũng được đến bây giờ một mình trên con đường về nhà nàng mới thấm thía cả khoảng trống trơ vơ trước mặt rằng có thể nàng sẽ mãi mãi một mình trên đoạn đường còn lại nàng tiếp tục khâu những con búp bê vải những con búp bê đã nuôi sống nàng và ông từ lúc về lại tokyo Đến tối, chủ nhà bà Hashimoto gõ cửa hỏi thăm nàng. Bà đem vào cho nàng một gói bánh dẻo. "Trông em xanh quá, tôi pha cho em một chén trà nóng nhé." Chia e uống chén trà từ tay bà chủ nhà tốt bụng. Trà nóng làm nàng hồi tỉnh. Nhìn hộp bánh dẻo xinh xắn, nàng nhớ đến chồng. Ông vẫn thích loại bánh này. Nhưng dùng trong khi uống trà tàu. Ông vẫn không quen với trà Nhật. Bây giờ ông ấy đi đến đâu rồi nhỉ? Bà Hashimoto vuốt tóc nàng, dẫn nàng sang phòng làm việc của chồng bà, giáo sư Hashimoto Masukichi. Trên vách giữa những tủ sách đồ sộ là tấm bản đồ châu Á. Bà chỉ cho Chie xem chỗ nào là Nhật Bản thái lan việt nam chie chăm chú nhìn chồng nàng đang ở trên vùng biển xanh xanh kia ngoài khơi cái khối màu hồng rất lớn mà bà hashimoto bảo là nước trung hoa em đừng buồn rồi ông ấy sẽ đạt chí nguyện sẽ trở lại đón em sang em phải gắn giữ sức khỏe nhé bà hashimoto an ủi chie mỉm cười nàng cúi đầu thật thấp tỏ lòng cảm ơn bà chủ. chiều hôm ấy nàng đến chùa Senso. bên chiếc đỉnh lớn nghi ngút khói nhang giữa sân chùa, nàng vớt nhẹ khói hương ủ vào nơi lồng ngực. lần trong tay áo nàng lấy ra số tiền nhỏ đủ cúng dường để xin một lời nguyện cầu. vị sư già hỏi nàng cầu nguyện gì để ghi vào tấm thẻ gỗ trắng ngà. nàng cúi đầu ngẫm nghĩ nàng muốn cầu nguyện những gì chồng nàng sẽ có quyền uy sẽ thành lãnh tụ sẽ giàu sang sẽ đón nàng về cùng hưởng cuộc sống cao sang cầu cho chồng nàng sẽ không quên nàng sẽ thực lòng nàng muốn gì chia ngập ngừng một lát rồi xe sẽ đọc cho vị sư già chép vào thở gỗ tôi là andochie cầu cho chồng tôi là cường để vượt sóng gió về đến quê nhà bình yên, sum họp với gia đình. vị sư già ngẩn nhìn nàng. ông đã viết giúp cho thiện nam tín nữ hàng ngàn lời nguyện. ông nhìn Ando Chie một lát như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi lại thôi, cúi xuống cắm cúi viết. khi trở về nhà, nàng thấy giáo sư Hashimoto đang chờ trước cổng. Ando có tin mừng cho cô đây. Ông đưa nàng tờ nhật báo Asahi. Hoàng tử Việt Nam đã về đến quê nhà sau 32 năm ly hương. Chia e mừng rơi nước mắt. Chiều hôm đó, nàng làm món mì Nhật và sushi cá hồi, mời ông bà Hashimoto để tỏ lòng biết ơn. ông bà về rồi, còn lại một mình chi e trong căn hộ vắng lặng. Một đoạn đời đã chấm dứt, đoạn đời mới bắt đầu. Một chặng đường dài hun hút mà nàng sẽ phải đi một mình. Nàng dở tờ báo Asahi, đọc lại bài viết, rồi lật dần sang những trang sau. Những mục tìm nhà, tìm việc. Cuối tháng 7 bỗng bà hashimoto đập cửa căn hộ của ando chie hốt hoảng ando người ta vừa điện đến cho ông nhà tôi cô phải ra ngay cảng yokohama chie cuốn quít hai chân run cầm cập lưỡi líu lại nhưng người phụ nữ nhật dường như được trời phú cho một nghị lực phi thường nàng kiềm chế thật nhanh cơn hoảng hốt cầm lấy chiếc ô chạy ra cửa bà Hashimoto tốt bụng đã kịp thuê giúp nàng một chiếc xe ngựa trên cảng Yokohama về chiều có một ông già ngồi trên chiếc ghế dài ngẩn ngơ nhìn quanh với đôi mắt vô hồn mặc kệ bao nhiêu người qua lại Chie chạy lại gần sao mới có một tháng mà chồng nàng đổi thay đến thế y phục nhào nát khuôn mặt gầy tọp rám nắng mái tóc bạc xỉn đi và bê bết bụi ông ơi Che cầm lấy tay chồng bàn tay ông gầy trơ xương nhưng vẫn là bàn tay của ông ông đang ở đây bên nàng ông ơi sao ông lại về được Che hỏi nhưng người đàn ông ngẩn ngơ nhìn mông lung vẻ mặt sững sờ tuyệt vọng dường như không cần nhận ra gì chung quanh nữa ông chỉ không ngớt lẩm bẩm không về được không về được nữa không về nữa với chị e về là về nhật bản với ông về là về việt nam hơn một tháng chia ra sức chăm sóc cường để mới dần dần hồi tỉnh lại ông kể với nàng tàu hải minh bị trục trặc bánh lái nên đã ghé thượng hải một tuần trong khi đó báo asahi đã đưa tin và mật vụ pháp biết được rằng chuyến tàu phải cập cảng bangkok đã điện cho bộ ngoại giao thái vì quan hệ giao thương với pháp chính phủ thái đã không cho cường để nhập cảnh thái lan buộc lòng phải theo tàu quay về nhật bản cường để không bao giờ còn trở lại như trước kia nữa tuyệt vọng suy sụp ông đã hoàn toàn là một ông già trái tính trái nết đau ốm truyền miên đôi khi căm hận số phận ông ném bất cứ cái gì vớ được vào vách chia e phải cất bộ đồ trà ông đem theo từ việt nam thật kỹ mỗi sáng pha trà xong nàng đứng chờ ông uống xong đem cất ấm chén rồi mới dám rời mắt. Cuối mùa thu có hai người khách ở Việt Nam sang ghé thăm. Họ là hai chính khách đang có thế lực, hứa sẽ tìm cách đưa cường để về nước. Khách về rồi, Chi E dọn tách chén trên bàn, định bưng đi. Chợt ông níu tay nàng. Nàng ơi, nàng có tin ta còn về nước được không? Chi e đặt khay xuống, quay lại cầm cả hai bàn tay ông, vỗ về. Thiếp tin Ta cũng tin vậy. Nghe nói chẳng bao lâu nữa người Pháp sẽ rút khỏi Đông Dương. Chie lau những giọt mồ hôi đang ứa ra trên trán người đàn ông. Dạo này ông yếu quá. Chỉ một cơn xúc động cũng đủ làm mồ hôi toát ra dầm dề. Mấy hôm sau ông bồn chồn đến mất ngủ lúc nào khỏe lại lật dở những thư từ sách vở đã cất giữ từ 40 năm trước. Cả bức thư huyết lệ của người Việt Nam mà ông viết khi mới ngoài 30 tuổi. 30 năm đã qua, sứ mệnh cứu nước không còn nằm trong tay thế hệ ông nữa rồi. Nhưng những bức thư cũ này sẽ mãi mãi là kỷ niệm rực rỡ nhất của đời ông. Nàng cất kỹ những giấy tờ này cho ta. Khi ta về nước, đồng bào nhất định sẽ hỏi đến. Chiê đặt chén thuốc xuống bàn rồi đỡ lấy những tờ giấy cổ vàng trên tay ông. Bây giờ ông đã tin nàng thật sự. Ông giao cho nàng những tờ giấy này. Đối với ông nó còn quý hơn cả bạc vàng. Uống thuốc đi mình. che nhắc. Cường để gật đầu. Không đợi e này ép chỗ dành như mọi lần. Ông bưng chén thuốc đắng ngắt uống cạn. Gương mặt đang rạng rỡ của ông bỗng nhăn nhúm lại. Một cơn đau đang âm ỉ dưới sườn non chợt nhói lên. che đỡ cái bát, tay kia vỗ nhẹ lên lưng chồng như muốn xoa dịu phần nào cái bút nhói trong cơ thể ông. Tuần trước, bác sĩ bệnh viện Nihon Ika Daigaku đã nói cho nàng biết cường đệ đã mắc bệnh ung thư gan. Ông chỉ còn sống nhiều lắm là ba tháng nữa. Chia giữ kín tin dữ không cho ai hay. Nàng biết đây là lúc nàng phải mạnh hơn bao giờ hết. Cường để cố uống thuốc cho mau khỏi bệnh. Ông xem đi xem lại bức thư của mấy người Việt vừa ghé thăm tháng 8 năm ngoái. Bức thư hứa sẽ tìm cách vận động cho ông hồi hương. Mỗi lần đọc thư ông thấy khỏe hẳn lên như vừa uống một thang thuốc bổ. Nhưng đến đầu tháng 4, sau nhiều cơn đau hành hạ, cường đệ cũng nhận ra rằng mệnh của mình đã hết. Ông cố mở đôi mắt mệt mỏi, gắn nhìn thật kỹ những gì chung quanh. Khung cửa sổ nhỏ, những chiếc áo Việt may bằng lụa nhật treo trên vách, chiếc chậu đồng dưới chân giường, những vật dụng thường ngày của cuộc sống lưu vong tạm bợ. Giờ phút này, ông nhìn chúng với ánh mắt bệnh rịnh vô cùng. Mắt ông dừng lại nơi khuôn mặt chia đang nhìn xuống, vẻ thầm lặng và nhẫn nhục đầy yêu thương ông quờ quạng nắm lấy tay nàng mình ơi mình có phải là phật bà quan âm của tôi không đó là lần đầu tiên ông nói lời tri ân với nàng sau bao nhiêu năm chung sống nhưng nàng không hiểu gì cả vì ông không biết là mình không dùng tiếng nhật như một bản năng, mấy hôm nay ông chỉ nói toàn tiếng Việt. Chie vẫn cúi nhìn, vẫn vẽ mặt âu yếm xót xa. Nàng áp sát mình xuống thân thể còm cõi của ông. Tay nắm lấy cả hai tay ông như muốn bảo. Đừng sợ, có thiếp đây. Dù đi đến đâu, ngài cũng không cô độc. Cường để dần thiếp đi. Lúc ấy là 5 giờ 5 phút, sáng mồng 6 tháng 4 năm 1951. Một mình Ando Chie ướp mặt khóc lặng lẽ trên thi thể ông. Ngoài cửa sổ, hoa anh đào đang nở. Hôm ấy là ngày đầu của lễ hội hoa anh đào trên đất Nhật. Cửa mở ra, hai người đàn ông theo Ando Chie bước vào căn hộ. Đập vào mắt họ là những tấm hình của kỳ ngoại hầu cường để trên vách vị hoàng thân trẻ măng 25 tuổi ngày mới đến Nhật. Hội chủ Hội Đông Du Phục Quốc, sinh viên trường đại học Waseda, hình chụp với thủ tướng Inukai, hình chụp với ký giả Asahi trong bữa tiệc long trọng tại khách sạn đế quốc. Tất cả là những trang đời đẹp nhất của cường đệ. Còn hình ảnh buồn thảm những ngày chờ đợi trên sân bay Haneda, những ngày chạy loạn nghèo túng cơ cực, ngày về tan thương trên cảng Yokohama. Những hình ảnh ấy giờ đây chỉ còn trong ký ức Chie mà thôi. Hai tay bưng bình tro, Ando Chie trao di cốt cường để cho hai con của ông. Nàng cúi mặt thầm nghĩ. Thế là ngài sắp về nhà, giấc mơ cả đời của ngài giờ đây mới thành tựu. Ngài lên đường bình an. Lần này thiếp không phải gói sushi cho ngài mang đi nữa rồi. Người con trai cả của cường đệ đỡ lấy bình tro di cốt của cha. Mặt ông đầy nước mắt. Ông ngạc nhiên thấy người đàn bà Nhật này vẫn bình thản, nét mặt trang nghiêm dịu dàng chỉ hơi phản phất buồn. Nhưng người con trai thứ hai đứng cách đó vài bước thấy rất rõ, đôi bàn tay của chị E sau khi trao xong bình tro đôi bàn tay ấy bấu chặt vào nhau những móng tay quắp vào da thịt rồi chúng run rẩy bấu víu lấy đôi tay áo kimono và đến lượt thớ vải giằng co như sắp bị xé rách ra khi hai người đàn ông đi rồi chie khép cửa quỳ xuống sàn nàng lấy trong ống tay áo ra một mẩu xương và một nhúm tro nhỏ chie đã giữ lại cho mình một phần thân thể của chồng nàng biết mình không làm trái với ý nguyện ông dù chẳng hiểu ông nói gì khi sắp mất nhưng nhìn vào mắt ông nàng biết ông rất muốn ở lại với nàng hình như vào giờ phút ấy ông nhận ra mình sắp đi vào một cõi xa thăm thẳm ở nơi ấy ông sẽ gọi cả trần gian này là quê nhà và ở quê nhà đó một trong những gì giản dị và thân thương nhất chính là chie Ando Chie mất 40 năm sau. Trước khi mất, bà để lại di chúc muốn được chôn cùng với nắm tro tàn của kỳ ngoại hầu cường đệ. Nhưng cho đến nay, lọ hài cốt của bà vẫn còn trong phòng mộ tập thể của nghĩa trang Yoshigaya, nơi có những cây tùng xanh biếc và tiếng quả kêu mang mát buồn trong những buổi sáng mùa xuân thần nữ đi chân không Đêm đã khuya, nhà vua ngồi trước án thư, nghe quan thượng thư Trịnh Hoài Đức để trình biểu chương từ các tỉnh Tâu về. tô Hoàng thượng, Phủ Thừa Thiên đã xây xong đền thờ bà cụ Chèo Đò, đã khắc văn bia trong đền, kể chuyện Đức Kim Thượng tổ quốc qua đây được bà cụ đưa sang sông vừa khi đó quân Tây Sơn truy đuổi cũng bắt chở sang bà cố ý trung trình chậm lại quân Tây Sơn tức giận chém chết trẫm nhớ nhớ rõ lắm nhà vua gật đầu trong đôi mắt uy nghi hiện rõ những ngày gian khó năm xưa nếu không có lòng nhân từ của bà cụ thì giờ đây chắc gì còn có con người đang ngự trên ngai vàng sập ngự này mà lúc đó bà cụ có biết ngài là ai, sẽ làm gì đâu. Chỉ thấy trước mắt một con người đang cần che chở. Tô Bệ Hạ, các tỉnh khác cũng đã có biểu dân sự tích sinh phong. Ở Phú Quốc, có chuyện cá sấu quy phục Bệ Hạ, trâu nước chở Bệ Hạ qua sông. Ở Quảng Nam có con sói và con rái cá cứu bệ hạ thoát nạn. Lại có thần nữ trong núi hiện ra dân cơm cho ngài nhà vua lắng nghe không bỏ sót một chi tiết nào tất cả đều là chuyện của ngài đa số là do ngài kể sơ sài thôi sau đó trịnh thượng thư nhuận sắc lại cho sao lục gửi các quan ở tỉnh có nhiều chuyện được quan thượng thêm thắt hay đến nỗi ngài không nhận ra chuyện của mình nữa tâu bệ hạ ở những nơi có sự tích xin triều đình cho quan địa phương xây đền thờ tỏ rõ triều đình không quên công nghĩa nhà vua ngần ngừ. Quan Thượng Trịnh là người văn nho nổi tiếng, vì vậy ngài không thể không tự khi một chút. Trịnh tô vẽ như thế, biết đâu trong lòng chẳng có chút cười thầm. Về chuẩn ngay, không chừng trong bụng hắn lại cho ta là gã hoàng đế háo danh. Tệ hơn nữa, hắn sẽ nghĩ cái danh này ta có là nhờ ngòi bút trong tay hắn. Vì vậy, ngài nhìn như soi vào mắt quan thượng thư. Làm đền rải rác từ Phú Xuân vào đến Phú Quốc như vậy, tất phải hao sức dân. Việc xây kinh thành vừa qua cũng làm tốn công quỹ nhiều rồi, các khoản khác ta e chưa nên vội. Trịnh Hoài Đức rạp mình Tâu bệ hạ, cung điện phải uy nghi lớn đẹp, nhưng đền miếu thì không cần phải kỳ vĩ lắm, cốt là việc thờ tự tinh sạch chí thành. Hơn nữa, một ngôi đền dựng lên, việc thờ cúng không phải chỉ đôi năm mà còn duyên trì đến một trăm, hai trăm năm, có khi cả ngàn năm. Dân chúng rồi đây sẽ mỗi năm cúng tế, truyền tụng về sự tích, sẽ biết bệ hạ có chân mệnh đế vương, được thần giúp, người giúp, cỏ cây muôn thú cũng giúp. Dù có yết bản, rao truyền, chép vào sử, cũng không lời lẽ nào mạnh bằng ký ức của những ngôi đền. Trịnh Hoài Đức ngẩn lên mắt sáng ngời như muốn nói. Thần vì nước, nhà, vì uy đức lâu dài của bệ hạ, chứ có phải là kẻ xu nịnh tâm thương đâu. Như hiểu ánh mắt ấy, vẻ mặt nhà vua dịu lại. Ngài cầm bút rồng chấm son, phê chuẩn vào bên sớ tố. về xong, ngài nhìn quen thượng thư, vẻ mặt hòa dịu, lòng thầm nghĩ. Ta cũng vì nước nhà, vì lợi ích vương triều về sau. Chứ có phải thích nghe quần thần xoen xoét ngợi ca những câu chuyện tổ quốc đó đâu. Chuyện đó có thiệt không má? Bé ngoạn hỏi. Chuyện chi con? Chuyện con chó rừng với con rái cá giúp nhà vua khỏi bị giặc bắt. Chuyện thần nữ dân cơm khi vua qua núi. Ai nói với con? quan đòi dân làng mình đi gánh vôi, gánh gạch làm đền. Đi về ai cũng kể vậy má à. Nàng tấm không dừng tay trên khung cửi, tủm tỉm cười. Con có tin không? Cả con chó rừng lẫn con rái cá đều được phong chức tước dù là đã chết. Miếu thờ ở đầu gần, chữ vàng chói lọi. Dân trong vùng Trung Du này đâu mấy ai biết chữ, chỉ nghe quan trên đọc lan lại nhị đại tướng quân chi từ. Khi xây đền, dân đinh đều phải tề tụ làm thợ. Bé ngoạn mang quà bánh đến bán nên biết. Ngày ấy, đức vua lánh nạn qua đây, gặp khi giặc đuổi kiếp quá, phải ẩn mình trong bụi cỏ rậm bên bờ khe. Chó săn của giặc bắt hơi người, xúm lại. Giặc hầm hầm kéo nhau xông tới, Vừa lúc đó có con rái cá từ trong bụi nhảy ra, chạy một mạch vào rừng rậm. Bầy chó săn chuyển hướng, ào ào chạy theo. Nhà vua thoát nạn, kiệt sức nằm đói lã bên suối. Vừa lúc đó có thần nữ hiện ra dân cơm, nói rằng vì ngài có chân mệnh đế vương, vì vậy sai rái cá cứu ngài, lại sai chó rừng đưa đường. Ngài ẩn lại trong khe núi thêm ba ngày đêm chờ quân truy lùng rút hết rồi nhờ con chó rừng dẫn lối, tìm đường lần được vào Nam. Bé Ngoạn kể xong cũng vừa lúc nàng tấm nấu chín nồi cơm khoai, đặt trên chõng tre. Chút mắm cà, mấy ngọn rau lan luộc bày trên cái mâm nan đã cũ. Con chó rừng ấy là chó thần, má hỉ. Nó lanh lợi thông minh biết đưa đường cho vua, không có lười nhát ngẩn ngãn như con vàng nhà ni như biết người ta đang nhắc tới mình con chó già nằm trên ngạch cửa quay lui đôi mắt đầy ghèn hấp hái nhìn nàng tấm phủi chân lên chõng ngồi bới cơm khoai vào mấy cái bát mẻ bảo đừng nói mà nó tuổi chính nó đưa đường cho vua chứ còn ai bé ngoạn phá ra cười chó thần đang được đúc tượng ngoài đền được người ta rạp mình cúng bái con chó này tha thẩn ở bậu cửa lồng rụng gần hết cả ngày chỉ giỏng tai chờ chủ ném cho nắm cơm hai má con cứ cãi nhau chuyện con chó con không tin đợi gặp vua cứ hỏi thì biết nàng tấm bảo nghĩ tới gặp vua bé ngoạn sướng mê người nhưng má chỉ nói cho vui ngay đến quan phủ còn chưa chắc thấy mặt vua nữa là chỉ hôm sau cả làng đều biết chuyện nàng tấm bảo con chó già là Lan tướng quân trong đền thờ. Má mày điên rồi! Ai cũng nói vậy, khiến bé ngoạn không chịu nổi, khóc tấm tức chạy về mách mẹ. Nàng tấm tức mình. Đã thế, má con mình dẫn con chó ra kinh thăm nhà vua thật để cho họ hết nói. Lấy chi mà đi hả má? đường ra kinh xa lắm nàng tấm cười má vừa đi vừa hát rong múa vỏ bây giờ thời bình người ta làm ăn khá nhiều người ngoài chợ có tiền mình không lo đói đâu con à bé ngoạn sướng quá lại chạy đi rao khắp nơi trong xóm ngày mai lại mẹ con nàng tấm lên đường cả làng đều cười bởi nàng tấm con gái nhà họ Tống lâu nay đã được xem là đứa con gái dở hơi chẳng giống ai. Sau chiến tranh, thành Phú Xuân vừa đáp lại xong, cung điện vẫn còn đơn sơ lắm. Phố chợ điêu tàn nay cũng chỉ mới bắt đầu vượng lại. Nhưng cái sinh khí bừng bừng của buổi đầu đế chế như tìm tàn trong từng chuyến xe, từng phiên chợ, khiến cả kinh thành lúc nào cũng đầy sức sống quan tướng theo nhà vua dựng nghiệp đa số là người trong nam nay họ ra kinh làm quan trong triều kinh thành đầy những gia nhân quyến thuộc của họ giọng nam bộ vang lên khắp các nẻo đường người cả nước làm ăn buôn bán dồn về thợ khéo các vùng cũng tụ hội trong không khí ấy chuyện một người đàn bà lam lũ dẫn một đứa bé và một con chó gầy đi giữa kinh thành cũng không làm ai ngạc nhiên hay chú tâm cho lắm và khi người đàn bà ấy đến thẳng ngọ môn đưa ra một cái túi gấm đòi vào thăm vua mà không bị lính canh xua đuổi lại còn cho người phi báo đến tận ngài ngự là chuyện chỉ có thể xảy ra vào buổi đầu đế chế mà thôi báo là báo thế thôi chứ tốt lính giật chấn giữ cổng kinh thành hôm ấy cũng chẳng tin vua lại cho vời vì vậy khi thấy quân đem kiệu ra rước cả toán trợn tròn mắt nhìn nhau rồi chỉ trong vòng nửa buổi, khắp hoàng cung ai cũng thì thầm rỉ tai cái tin nóng hổi. Người đàn bà ấy là cố nhân của Đức Kim Thượng. Ngài đã nhận cả mẹ lẫn con, nay mai sẽ phong mẹ làm phi, con làm công chúa. Còn con chó già thì... Thái giám mai hỷ về dặt hỏi vua. Nàng tấm nhanh nhẩu. Chó của ta đã là lan tướng quân, còn phải phong gì nữa? Nhà vua hơi lừ mắt, bụng nghĩ. Sao nàng dám cướp lời trẫm? Phi tần đâu ai dám thế? Nghĩ vậy nhưng ngài không nói ra, bởi cũng biết tính nàng chất phát. Thôi để từ từ sẽ uống nắng sau. Trong khi đó Thượng Thư Trịnh Hoài Đức đang chờ trong nội tẩm. Từ khi hòa bình trở lại, Trịnh Thượng Thư đã trở thành bề tôi tâm phúc, Việc gì nhà vua cũng hỏi ông, khiến nhiều võ tướng có công đầu trong thời chiến nhiều khi phải chạnh lòng. Nghĩ rằng đã đến cái thời binh giáp bị xếp xó, văn thần được trọng vọng. Hôm nay khí sắc trịnh không vui, xem chừng có điều lớn cấn trong tâm tư. Tô bệ hạ, đền đã xây xong, khắp trong dân gian đã truyền tụng câu chuyện thiên liêng. Bây giờ lại xuất hiện người thật chó thật rồi thì thiên hạ sẽ nghĩ sao về những miếu đền khác nhà vua chưa vội nói ngay ngài vẫn giữ cái nết điềm tĩnh thời còn bôn tổ vốn làm cho ngài rất được lòng kẻ dưới khi nào có xung đột ý kiến ngài vẫn kiếm chuyện nói đùa cho qua người ta vẫn nói dù anh hùng cái thế cũng khó qua cửa ải mỹ nhân trẫm cũng là mày râu chuyện hoa lá bên đường cũng thường thôi mà ngài là vua sao có thể là người bình thường được trịnh thượng thư nghĩ thầm giọng ông nguội lạnh thần nghe thái giám mai hỷ bảo đang chọn ngày làm lễ nạp phi long trọng theo ý thần việc này chỉ nên làm gọn xem như chuyện nhỏ trong hậu cung càng ít người biết càng tốt nhà vua gật đầu gật là gật vậy nhưng ý ngài lại khác hẳn. Trịnh Khanh, trẫm lại có ý thế này. Nhà vua hạ giọng. Năm ngoái, do đình thần sơ xuất trong việc ghi công mà thành ra trẫm đã phải mang tiếng vì chuyện quên công của văn báo. Trịnh giật mình, rạp người. Tâu vân, đó là lỗi của thần. Văn báo, người hầu không biết chữ, không chức tước, vào thời nhà vua còn lẫn lút ở miền Nam đã dùng thân mình che cho vua lãnh mười mấy nhát dao khắp thân mình đầy sẹo sau khi đại định vua thưởng công cho các tướng theo phò từ thời nguy khó thế nào lại quên mất văn báo cũng dễ hiểu vì mười mấy năm qua bao nhiêu việc xảy ra nhiều người theo vua thuở ấy đã thăng tiến đến những chức vụ lớn trong khi văn báo do dốt nát nên chỉ là một người hầu luống tuổi ở lại trong nam Trịnh thượng thư quên Nhà vua làm sao mà nhớ Đến khi hoàng hậu nhắc Nhà vua cho gọi Thì văn báo chạnh lòng Lấy cớ lưu luyến mẹ già Nhất định không chịu ra lãnh ơn sủng của triều đình Thật là trở mân hận không kể hết Bây giờ nhân chuyện đền ơn tống thị Vừa là đạo vợ chồng Vừa là việc công nghĩa Cũng tốt đẹp lắm chứ Sao không làm rõ ràng cho thiên hạ biết là người rất tâm lý ngài nói đúng theo cách nghĩ của trịnh thượng thư chứ thật ra trong lòng ngài không đến nỗi vụ lợi như thế lòng ngài vẫn nhớ cái tình nồng nàn của nàng tấm cái đêm qua truông ấy trong một góc viện đoan trang mẹ con nàng tấm hí hửng vui mừng thái giám đã truyền tối nay sau chuyến đi thăm xưởng đúc súng ở phường đúc về nhà vua sẽ ngự nơi đây Thị nữ mời nàng tấm chải đầu, sức dầu, mang áo lụa và hài theo. Bé ngoạn nhìn mẹ trong bộ quần áo kiểu cách, cô bé bụm miệng cười nghiêng ngã. Nàng tấm nhìn mình trong gương rồi cũng bật cười. Nàng tháo hết các thứ y phục lĩnh kỉnh ra, mặc lại bộ bà ba đen. Bẩm bà, đây là quy định trong cung, xin bà đừng sơ suất mà Phật ý thánh thượng thái giám mai hỷ nói mặt mày nặng chình trịch ông là một thái giám già từ thời chúa nguyễn phúc thuần còn sót lại hồi còn chiến tranh vua và cung quyến sống gần dân nên lời ăn tiếng nói cách xử sự cũng rất đơn giản những kiểu cách quý tộc giản lược gần hết bây giờ hoàng hậu phải tìm cho được thái giám của tiền triều giao cho việc khôi phục lại lễ nghi phép tắc ngày xưa nhưng nàng tấm chẳng quan tâm gì chuyện đó lễ nghi phép tắc gì nàng đâu cần biết với nàng chỉ có người đàn ông mà nàng đã cứu sống bên bờ suối đã giấu trong căn chòi canh bẫy nơi bìa rừng khi ông ta nói về ngày đại định nàng đã phá ra cười khi ông đưa cái túi gấm làm vật ghi nhớ nàng cũng thờ ơ nhét vào dưới chiếu đến lúc ông cùng con chó khuất bóng trong rừng rồi nàng mới oà khóc nước nở. Để rồi hơn 10 năm sau cứ khư khư giữ mãi cái túi. Không phải vì nó làm bằng gấm thất thể hảo hạng, mà vì hơi người của ông dường như vẫn còn mãi trên đó không phai. Trời tối, từ điện càng thành, một ngọn đèn lồng màu vàng xuất hiện. Rồi tiếp theo là hai dãy lồng đèn bánh ú song song đang từ từ di chuyển càng lúc càng đến gần. Nàng tấm cố nhìn. Trong bóng đêm, hiện ra chiếc kiệu ngự sau hai hàng thị nữ cầm đèn soi đường nhà vua đã đến đêm ấy thật là vui nàng tấm và bé ngoạn vui đùa riếu rít quên hẳn mình đang ở trong cung điện nhà vua cười sảng khoái tưởng mình đang ở trong cánh rừng ngày xưa này một ngày nào đó ta sẽ cùng nàng về thăm dòng suối chảy qua làng hòa sao lại không nhỉ khi bé ngoạn đã ngủ gật và được thị tỳ bồng đi nơi khác. Những ngọn nến dần tắt. Rất nhiều cành lá được cắm trong phòng. Nàng tấm đã cho cắm nhiều lá xanh để đỡ nhớ rừng. Nhà vua nhìn quanh, cảm thấy như đang nằm trong túp lều bên dòng suối ồ ồ ngày trước. Nàng tấm ở bên ngài, thân thể nàng khỏe mạnh, vóc vạt thô ráp, mùi mồ hôi nồng mặn. Đúng là nàng tấm của đêm ấy. Nhưng sao hôm nay ngài thấy khang khác? Tay ngài chạm vào lớp vải áo thô. Áo la nhu của cung phi mặc khi hầu ngự, chúng nó không cấp cho ái khanh sao? Nàng tấm vòng tay ôm chặt mình rồng. Dạ có, nhưng em mặc không quen. Nhà vua bật cười. Ngài nhớ ra lúc nãy khi vừa đến, thấy nàng đi chân không ra đón chân vua chạm vào chân nàng thấy rõ những cục chai lớn bỗng nhiên nàng tấm ngượng ngùng rụt chân lại em sợ nhất phải đi hài cứ bước đi là chúng rơi ra vua cười rất to rồi kéo nàng vào lòng bỗng ngài hơi khựng lại mười năm trước trên cái chiếu xô xảm mà sao da thịt nàng nõn nà như lụa Bây giờ nằm trên đệm lông chim, thân thể nàng lại không có được cái mát dịu như xưa. Là sao nhỉ? Nhà vua chặt lưỡi. Mười năm đã qua, nàng khác trước mà mình nay cũng khác trước rồi. Nhưng mấy chữ ân nghĩa thì không thể nào thay đổi. Nghĩ thế nhà vua lại ôm chặt nàng vuốt ve, triều mến vô hạn những hôm sau nàng tấm và bé ngoạn vẫn có ý chờ nhưng chẳng thấy vua quay lại ánh đèn lồng mỗi đêm vẫn xuất phát từ điện cần chánh rồi đi vào khu vực nội cung nhưng dừng lại ở nơi khác không đến chỗ mẹ con nàng thái giám mai hỷ bảo cung phi nhiều lắm ơn vua phải đều khắp may lắm thì một tháng sau ngài mới quay lại Nói rồi ông quay đi, lạnh lùng. Ông vẫn còn giữ nhiều thói quen thời tiền triều, trong đó có thói quen nhận tiền trầu nước từ các cung phi, có khi đến vài chục lạng. Các nội cung không ai là không biết, trừ nàng tấm. Nàng tấm buồn, bé ngoạn cũng buồn. Má à, con vàng đi đâu cũng bị người ta xui đuổi. Người ta bảo nó già, hôi lắm chắc không để lâu trong cung được nàng tấm bảo cha con đã dặn thị nữ phải phục dịch nó chu đáo mà rồi khi nào gặp cha con má sẽ nhắc nhưng hai tháng sau vẫn không thấy nhà vua đến bộ lễ đã dâng lên nhà vua ngày lành tháng tốt để làm lễ nạp phi lễ sẽ được tổ chức long trọng rình rang hơn hẳn các lễ nạp phi từ trước ngày nào thái giám mai hỷ cũng đến bắt nàng tấm đứng lên quỳ xuống suốt ba tháng nàng tấm phải tập đi tập đứng tập nói tập quỳ nhà vua vẫn không hề đến thị nữ an ủi nàng tấm thánh thượng trăm công ngàn việc đêm đêm hai mẹ con ngồi dựa cửa nhìn hai dãy đèn lồng di chuyển trong sân hoàng cung ngày lễ đến tiếng trống tiếng chiên vang lên từ phía điện phụng tiên kiệu đỏ dừng trước thềm cung chờ đón nàng tấm đến đền nhưng trong cung cảnh náo loạn đang diễn ra đoàn thị nữ tìm cuốn lên mà chẳng thấy nàng tấm đâu cả nàng tấm bé ngoạn và con vàng cả ba đang trên đường tìm về làng cũ một tháng sau về tới quê nhà. Họ đi qua miếu thờ lan lại nhị đại tướng quân, rồi qua đền thờ khuôn phò thần nữ. Cuối cùng thì đến gian nhà cỏ trên vênh bên bờ suối, nơi xuất phát tất cả những chuyện thần kỳ đang được nhan khói ngoài kia. Dân trong thôn nghe nói nàng tấm về, kéo nhau đến hỏi, chuyện kinh thành ra sao? Nhưng nàng chẳng nói một lời nào, lẳng lặng cầm cây cuốc bước ra ngoài nương. Mấy hôm sau bé ngoạn khóc méo bảo mẹ. Má ơi, con nít trong làng xúm nhau nói má con mình nói dốc. Đi lan bạc ở đâu đâu rồi về bịa đặt ra chuyện vào cung. Nàng tấm ôm con vào lòng, an ủi. Thì cứ xem như mình chưa hề vào cung, con à người trong thôn bảo nhau con bé ngoạn đi giang hồ theo mẹ lâu nay bây giờ lại sinh cái chứng khùng lâu lâu hái hoa cài đầy đầu tự xưng là công chúa những lần theo mẹ lên nương bé ngoạn ngồi bới khoai dưới nắng miệng lầm bầm tụi nó cứ trêu chọc con rồi có ngày cha con đến đây tìm con sẽ cho nó biết nàng tấm vung cuốc cuốc xuống luống đất xốp đầy cát. Nhà vua chắc không nhớ đường vào đây đâu, con à. Đúng như vậy, không ai đi tìm họ cả. Tuy vậy, sau này trong sử sách cũng còn ghi một dòng trong phần viết về con cái của nhà vua. Công chúa thứ sáu, mẹ là thứ nhân họ tống. 15 tháng 3 năm 2008 Trần Thùy Mai. Thể cúc Thể cúc ngồi trên tấm phản gỗ liêm, trước mặt là chiếc thố bằng sứ cổ đựng nước trong. Ánh nắng ban mai xuyên qua những đường chạm trổ dưới mái hiên, vẽ thành những chấm sáng trong trẻo trên tóc trên má nàng. Những chấm nắng trong người ấy khi đổ vào má thể cúc cứ làm rực lên một màu hồng tươi tắn từ dưới làn da mỏng và trắng như lụa. Bà phu nhân Trương Nguyên Cơ đang đứng cạnh đó, trông nam cho hai đứa hầu gái riêng mấy thứ mứt trái cây. Thấy thể cúc cứ ngồi lắng nghe con Hoàng Yến đang hót trong lòng, phu nhân của. Thể cúc, con gái, làm chi cũng phải chăm chỉ ý tứ cái nết vừa làm vừa chơi không nên đâu con thể cúc giật mình cười bẽn lẽn ý như biết lỗi nàng lại chăm chú soi tim những hạt sen trắng rồi đặt chúng trong thố nước mưa trước mặt hạt sen này phu nhân phải cho người nói trước với quan ngự thiện trong cung mới có bởi đó là giống sen bách diệp ở hồ tịnh tâm vừa thơm vừa bổ chỉ dùng riêng cho nhà vua nhưng vua tự đức thường nghĩ đến anh em chú bác của người nên với những đặc sản được dân tiến vào đại nội người dặn rằng các phủ đệ ai cần thì cho phép nói trước với ngự thiện để dành phần cho tối nay rằm tháng 6 tùng thiện công mở tiệc xem hoa thưởng trăng trong ký thưởng viên hơn một năm nay kể từ ngày tùng thiện công và tuy lý công hai ông hoàng nổi tiếng thơ hay cùng nhau lập ra mặt vân thi xã vườn hoa của hai phủ đã thay phiên nhau làm chỗ tao ngộ của giai nhân tài tử chốn kinh thành tài tử thì có nguyễn hàm ninh nguyễn văn siêu cao bá quát giai nhân thì hàng đầu phải kể đến ba nàng công chúa em cùng mẹ của tùng thiện công là mai am nguyệt đình và huệ phố tiếp đến là nàng họ hà thứ thiếp của tùng thiện công nàng có vóc người ống ả Lúc nào cũng chỉ mặc đơn sơ chiếc áo tơ tầm màu nguyệt bạch Khuôn mặt không phấn son Chỉ vẽ qua nét mày thanh tú Tùng thiện công sổ mái nàng Đặt cho nàng cái tên là Uyên Sồ Con chim uyên non Theo người xưa thì chim uyên ương sống thành đôi tương đắc với nhau Con mái gọi là Uyên Con trống gọi là Ương Một giai nhân tài sắc nữa là Đỗ Nương một danh cầm Vốn nguyên Đỗ Nương là con một kép hát ở An Cựu Tuy nàng xuất thân thấp hàng Nhưng ở đây Tùng Thiện Công giao kết với bạn Thi Ca không dựa trên địa vị Mà chỉ căn cứ vào chữ tâm, chữ tài Vì vậy Đỗ Nương là khách quý của công chủ Không buổi họp nào vắng bóng nàng danh sĩ đến ký thưởng viên vì quý mến Tùng Thiện Công, vì say tiếng hát, câu thơ, vì các giai nhân trong bữa tiệc xem hoa. Nhưng còn vì một bóng hình chìm khuất bên trong những lớp cửa bàn khoa dày chắc. Nàng thể cúc 17 tuổi, tiểu thư ngàn vàng của công phủ, nghe đâu vừa đẹp vừa hiền. Nhiều lần Tùng Thiện Công cao hứng lên, định gọi con gái ra chào khách, mục đích là để khoe với danh sĩ ở kinh thành cô con gái rượu mà ngài cưng chiều như hoa như ngọc nhưng lần nào tùng thiện phu nhân cũng khăng khăng không chịu con gái khuê cát có đâu lại trường mặt ra giữa ba quân thiên hạ như thế tùng thiện công cười phu nhân không biết ý ta đó thôi tiệc rượu thưởng trăng này quy tụ bao nhiêu danh sĩ của kinh thành ta nhân đây mà kén rẻ, lo gì chẳng gặp người tài tuấn. Phu nhân vẫn cương quyết không đổi ý. Dù có trạng nguyên bản nhãn tới đây đi nữa, cũng phải đủ sáu lễ, nạp thái ngân hôn rồi mới được thấy mặt con gái tôi. Ngày xưa tôi lấy ông, làm lễ tơ hồng mới nhìn rõ mặt. Xưa vậy thì nay cũng vậy, không bỏ phép nhà được đâu tùm thiện công đành chiều ý phu nhân vì vậy trong khi gia nhân tài tử dập dìu bên tiệc hoa ngoài vườn mặt lan thì thể cúc chỉ được quanh quẩn bên mẹ trông coi cho thị nữ bưng nước pha trà từ chỗ nàng ngồi thể cúc có tò mò nhìn xuyên qua những cây dâu tiên và cây thanh trà xanh mượt trong vườn cũng chỉ thấy thấp thoáng những bóng áo xanh áo đỏ xa xa bên hồ vọng nguyệt tàn tiệc khách về rồi Tùng Thiện phu nhân dặn thể cúc trông coi kẻ hầu dọn dẹp rồi quay về phòng riêng nghỉ ngơi. Thể cúc vân dạ Dọn rửa không phải là chuyện đáng lưu tâm. Đã có người ăn kẻ ở nhưng Tùng Thiện phu nhân là người chu đáo đến mức nghiêm khắc trong việc nội trợ. Hơn nữa, trong số bát đĩa dùng trong tiệc có hơn 40 chiếc là đồ sứ ký kiểu tận bên tàu do Đức Thiệu Trị ngày trước ban cho thể cúc đang trông coi mọi việc thì cha nàng bước vào trên tay cầm một tờ giấy hoa tiên vừa nhìn thấy thể cúc đỏ mặt lên nàng ngượng ngùng đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên che mặt tùng thiện công vuốt tóc con mấy câu này của con có khí vị phong nhã diễm lệ cha đem cho đổ nương ngâm quan khách ai cũng khen kể cả bà cô mai am của con vốn rất khó tính Thể cút càng đỏ mặt, nàng thỏ thẻ. Ôi sao cha, cha làm thế người ta cười con chết mất thôi. Mẹ con mà biết, thế nào người cũng rầy la con. Tùng thiện công khoát tay. Ôi, mẹ con cũng là người mê thơ, ngại gì? Cha ơi, thơ ngâm hoa vịnh nguyệt, mẹ con không thích. Đêm qua thấy trăng sáng quá, còn cảm hứng viết đôi lời, không ngờ cha nhìn thấy. Tùng Thiện Công nắm tay con dắt lên thư phòng. Thể Cúc khép nép đứng hầu cha bên chiếc trường kỷ. Nhưng Tùng Thiện Công nhất định bắt con ngồi xuống cạnh mình. Nàng lấy mấy tờ giấy hoa tiên khác đưa cho Thể Cúc. Có mấy bài họa lại đây. Con hãy xem thử bài nào con đắc ý nhất. Thể cút thẹn thò Ôi, con biết gì đâu. Xin cha giảng giải cho con. Tùng thiện công chỉ cười, rồi khoát tay ra hiệu cho con lui. Thể cút nhẹ chân rón rén cầm mấy tờ hoa tiên xuống thềm, rồi khoan thai đi ngược hành lang về phòng khuê. Đêm ấy nàng cứ trăng trở không sao yên giấc. Trăng rằm soi qua rèm thưa, chiếu sáng lên chiếc giường phủ lụa thơm. Ánh trăng đủ sáng để thể cúc đọc tới đọc lui mấy vần thơ của ai đó. Như có cơ duyên, nàng vừa đọc đã như nhìn thấy người ấy ngay trước mắt. Tùng thiện phu nhân là người ít ngủ, đêm nào cũng trở dậy vài lần đi xem xét khắp dinh cơ, nghe tiếng trở mình trong phòng con gái bà bước vào vén bức rèm the thể cúc con chưa ngủ sao thể cúc giật mình giấu vội tờ thơ dưới gối nàng nũng nịu cây hoa mộc ngoài vườn thơm quá làm con không sao nhắm mắt mẹ ơi cả công phủ rộn rịp tưng bừng tiếng đàn tiếng hát véo von đón mừng quan khách Hôm nay là ngày cưới của thể Cúc. Hoa đèn kết rực rỡ từ ngoài cổng vào đến thềm tòa nhà Bạch Bí, nơi ở của người đàn bà con gái trong phủ. Ai nấy đều hớn hở vui cười. Riêng Tùng Thiện phu nhân vẻ mặt rầu rầu suốt từ sáng đến giờ chẳng hé miệng. Tuy không được vui lòng, nhưng vốn là người nghiêm cẩn, bà vẫn gượng giấu vẻ buồn. Khi Tùng Thiện Công quyết ý gả con cho đoàn trưng, bà đã vâng lời ngay, không lời ra tiếng vào. Bà nghĩ việc gả bán con là quyền của chồng. Đức Ngài lại rất yêu con gái. Ngài đã chọn ai tất phải là người xứng đáng. Hơn một năm kể từ ngày nạp lễ vấn danh, cứ mỗi lần kỵ dỗ có mặt đầy đủ phu nhân các vương công đại thần ở Điện Phụng Tiên là bà phải nghe những lời thì thầm. Lệnh công và phu nhân nghĩ sao lại gả tiểu thư cho anh chàng thư sinh mặt trắng ấy? Thiếu gì trạng nguyên, bản nhãn, ước ao mong làm rễ quý phủ. Phu nhân mà không vội nhận lời người ta, thì tôi đã đứng ra làm mối tiểu thư cho cậu cả, con quan tam phẩm, trương cửu nghi. Phu nhân tùng thiện công chỉ cười cảm tạ. Cảm ơn phu nhân có lòng thương cháu. Nhưng việc này đức ngài đã quyết, vu sướng phụ tùy, tôi đâu dám bàn ngang. Trong thâm tâm bà cũng một lòng một dạ nghĩ như chồng. Chàng họ đoàn ấy tuy là con nhà dân giả, nhưng tướng mạo khôi ngô, tài học lại thông tuệ, nhất là chỉ khí tỏ ra hơn người. Thế còn hơn trao con vào tay một tên công tử cậy quyền cậy thế, hư đốn rong chơi. Hay một cử nhân, tiến sĩ, chỉ biết tầm chương trích cú, khiếp nhược cầu danh cứ cách ba năm lại có khoa thi đoàn trưng đã có tài thì lo gì tương lai không rộng mở trong khi tùng thiện phu nhân yên lòng theo ý chồng thì uyên sồ lại lo lắng có lần nhân khi chén rượu cuộc cờ thấy tùng thiện công vui vẻ nàng khéo gợi chuyện hôn nhân của thể cúc rồi thăm dò kể về trai tài gái sắc thì họ đoàn với thể cúc thực xứng đôi vừa lứa chỉ e là e là sao nàng cứ nói đi đừng ngại uyên sồ mỉm cười tùng thiện công lúc nào cũng thích nghe giọng nói của nàng giọng của con uyên non thiếp chỉ e nhà họ đoàn thanh bạch quá Thể cút quen an nhàn nơi công phủ, về đó e không chịu nổi vất vả. Tùng thiện công đón lấy tách trà bát bửu từ tay người đẹp, nhấp một ngụm rồi gật đầu. Nàng lo thế là phải. Nhưng ta có ý của ta. Đoàn trưng rất có tài, chỉ tội nhà không giàu có, lại ở quê xa, ta dựng nên mối nhân duyên này là cốt để hai anh em họ đoàn có chỗ dựa mà dùi mài kinh sử chờ dịp tiến thân với đời vì vậy hắn sẽ ở rễ tại nhà ta chứ đời nào ta để con ta về nhà họ quả thực tùng thiện công không hiểu sao lại có một tình cảm sâu đậm với chàng trẻ tuổi này từ khi mới gặp sinh trong cung vua cả đời sống trong nhung lụa nhưng ông hoàng tử này lại có tấm lòng gần gũi với những người dân nghèo lam lũ. Một lần trong tiệc thơ, ông đọc bài thơ Tiền Trầu của mình. Một bài thơ nói về cảnh ngộ người dân nghèo mang tội, muốn chuộc thân phải bán vợ làm tôi tớ cho người mới đủ đút lót cao trầu cho các quan trên. Miệng nhai trầu, bế con thơ, vợ chồng ly biệt, mắt mờ lệ rơi. Cả tiệc thơ ai cũng trao mày thương cảm Chỉ riêng chàng trai họ đoàn Nghe xong đã không buồn thương Lại còn cười khanh khách Uyên sồ bắt bẻ Chàng trai kia Người có lòng sắc dạ đá hay sao Nghe cảnh thương tâm thế mà còn cười được Đoàn trưng nghe vậy chẳng ấy nấy Còn cười to thêm Chàng bảo Lệnh công ngồi trong đền vàng Lâu lâu ra ngoài nghe kể đôi chuyện nơi mới trao mày rơi lụy. Con tại hạ là kẻ thường dân sống nơi thôn giả. Chuyện quan lính, hào lý, bức hiếp dân xảy ra như cơm bữa. Nếu mỗi lần nghe mỗi lần khóc thì e đến nay tại hạ đã tan thành nước rồi. Xin hỏi phu nhân, ta ngồi đây, chung quanh toàn là kỳ hoa dị thảo, chén bát toàn là đồ trân quý, bánh trái, rượu trà toàn thức hảo hạng ta cứ làm thơ mà giúp dân bớt khổ được sao uyên sồ không ngờ chàng trai lại nói dõng dạc như thế chưa biết đối đáp như thế nào để vừa trị cho chàng ta cái tội láo xược mà vừa khỏi mang tiếng là không quý khách những người trong tiệc đều có ý không bằng lòng chỉ quan hàn lâm nguyễn hàm ninh là cả cười gật gật đầu hắn ta nói cũng có lý đấy chứ nhưng mà vô lễ quá một người khác chen vào. Giữa lúc mọi người còn xôn xao thì Tùng Thiện Công đã đứng dậy lại gần. Ông rót một chén rượu, tự tay mời chàng trai. Mặt ông phản phất một nụ cười hiền từ. Ông bảo, khổng tử đã dạy, hậu sinh khả úy, nên sợ kẻ sinh sau. Này chàng trẻ tuổi, nghe thơ ta hôm nay, chỉ có mình anh là hiểu được lòng ta. Ý định gã thể cúc bắt đầu nảy sinh trong lòng Tùng Thiện Công từ đó. Về sau này, ông thường xuyên cho lính về an truyền mời chàng lên phủ chơi. Mỗi lần đến, chàng chỉ mặc bộ áo nâu buộc thắt lưng gọn gàng, tay sách theo một cút rượu lan chuồng, nồng và đượm, từ lâu đã nổi tiếng ngon trong dân gian. Điều mà Tùng Thiện Công lẫn phu nhân không nghĩ tới là nhà họ đoàn không chịu gửi rễ. Không ngờ đoàn trưng ngang tàn phóng khoáng thế mà lại có bà mẹ rất nghiêm khắc. Lần đầu đến công phủ, bà chỉ mặc một chiếc áo vải màu nâu đơn giản, vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng tỏ vẻ gì vui mừng quỷ lụy vì được kết thông gia với một nhà quyền quý bậc nhất trong cả nước. Điềm đạm bà bảo, Đức Ngài và Phu Nhân có lòng thương mến con trai tôi, muốn kết duyên lành, tôi đâu dám không lãnh ý nhưng xưa nay theo đạo thường gái phải theo chồng mới hợp lẽ gia cảnh chúng tôi tuy bần bạc nhưng quyết không để con trai tôi nương nhờ nơi quý phủ để mang tiếng với người đời là trai ở nhà vợ đoàn mẫu vì lễ phép mà dừng lời ngang đó nhưng cũng đủ để người ta nhớ đến câu tục ngữ trai ở nhà vợ như chó ở gầm chạng đoàn mẫu về rồi cả khu nhà bạch bí xôn xao Bà Tiểu Bạch, vợ thứ của Tùng Thiện Công, vừa nghe câu chuyện đã trao mày, Nhã vội miếng trầu đang nhai vào chiếc ống phóng đồng. Cha chả, cái bà ấy chẳng biết chi là trời cao đất rộng. Họ đã làm bộ làm tịch thế, chúng ta cần chi mà phải cầu. Cái gã thư sinh ấy thì có gì đáng kể so với nhà ta? Người buồn nhất chắc chắn là bà Nguyên Cơ bà không muốn xa con không muốn con làm dâu vất vả trong nhà người giữ đạo vợ nên bà không dám trái ý chồng nhưng cũng thầm mong đức ngài bãi bỏ chuyện hôn nhân kia ai ngờ tùng thiện công chỉ vuốt râu cười thế mà người ta thường bảo đàn ông nông nổi giếng khơi đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu ta thấy bà mẹ này thật có khí phách hơn người ta rất trọng nể. Xuất phủ về nhà họ đoàn thì đã sao? Lấy chồng thì phải theo chồng, chồng đi hang rắn hang rồng cũng theo. Từ xưa đã thế. Vậy là đám cưới thể cúc vẫn y theo ngày đã định. Tùng thiện phu nhân hầu như giao cho bà Tiểu Bạch lo toan mọi việc. Hơn hai tháng trước ngày ngân hôn, bà bắt thể cúc luôn ở bên mình, chăm lo, rèn sữa cho nàng từ nết ăn, nết ở. Phần lớn thời gian còn lại bà ở trong phòng, chẳng biết làm gì mà cứ thui thủi một mình. Hôm nay thì thể cúc sắp đi rồi. Dưới bến sông, chiếc thuyền rước dâu đang chờ sẵn. Tùng thiện phu nhân vào phòng con. Thể cúc đội khăn vành, khoác áo gấm xanh, khuôn mặt non tơ lần đầu được trang điểm phấn son. Thấy mẹ vào, nước mắt nàng chảy quanh đừng khóc con ạ à. gái lớn thì phải xuất giá ai chẳng thế mẹ dặn con đã đi lấy chồng thì phải trọn đạo vợ bổn phận làm dâu thì trước hết phải thờ cha mẹ chồng cho trọn vẹn nay mẹ cho con trong gói này là số vàng hồi môn của con trên đường đi nhớ giao cho con hồng cất giữ tính nó cẩn thận chu đáo còn đây là cuốn sách ghi gần 100 món ăn, mẹ soạn thành 100 bài văn vần để con dễ đọc dễ nhớ. Mấy tháng nay mẹ cố hoàn thành cho kịp ngày con Vu Quy. Mẹ mong sao đây là cuốn cẩm nang để giúp con sau này lo cho chồng, cho mẹ chồng rồi truyền dạy cho con cháu mai sau. Thể Cúc đón lấy cuốn sách từ trong tay mẹ, nàng xúc động khóc ngất đi hai tỳ nữ phải kèm hai bên dìu ra nhà ngoài làm lễ. Pháo nổ vang, xác pháo hồng rơi rắc khắp khu tiêu viên tráng lệ. Xong lễ, đoàn người đưa dâu với đèn lọng rực rỡ đi qua ký thưởng viên, rồi xuống thuyền hoa ngược ra sông Hương, xuôi về làng An Truyền. Ba năm sau, nhà họ đoàn từ ngày có nàng dâu cành vàng lá ngọc cũng vẫn sống nếp sống như xưa tùng thiện công và phu nhân đã cho con gái nhiều của hồi môn ý định cho đôi vợ chồng dùng của ấy mà xây cất lại nhà cửa khang trang cho thể cúc khỏi phải chịu kham khổ vì nơi ăn chỗ mở nhưng đoàn mẫu khăng khăng không chịu tính bà vốn khí khái đến mức có khi gàn dở tuy thể cúc không phải con vua nhưng ở làng an truyền xa xôi này người ta xem nàng tôn quý chẳng khác gì bà chúa. Mà cái cảnh ngộ những nhà quan cưới công chúa về làm dâu thì ai cũng biết rồi. Dân gian đã đặt câu về để diễu. Chân dày, chân dép vô ra, kêu dâu cũng lỡ, kêu bà khó kêu. Đỏng đảnh như tinh đầu đèo. Huống chi, nhà họ đoàn là nhà Bạch Đinh cũng vì mấy câu vè ấy ám ảnh mà đoàn mẫu quyết không để cho người trong xóm trong làng cười mình là kẻ cầu danh hám lợi thể cúc cũng chiều ý bà từ cảnh nhung lụa trong công phủ nàng vui vẻ chấp nhận sống trong căn nhà tranh ba gian hai trái những nữ tỳ theo hầu nàng cũng chiều theo ý mẹ chồng cho về phủ hết chỉ giữ lại con hồng để đỡ tay đỡ chân nhất là khi nàng sinh đứa con đầu lòng theo lệ con so về nhà mẹ nên đoàn mẫu vui lòng cho nàng về công phủ để sinh nở con đầu lòng của nàng là con trai nàng muốn đức vương đặt tên cho nó nhưng ngài bảo cha phải đặt tên cho con thế mới đúng đoàn trưng ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo ta đặt tên con là khởi nghĩa là đứng dậy Tùng thiện phu nhân nghe cái tên của cháu ngoại Chẳng hiểu sao chợt hồi hộp Vấp phỏng không yên Bà bảo Lệ thường khôn lớn mới gọi bằng tên Nay cháu còn nhỏ Ta hãy đặt một cái tên xấu xấu Để cho quỷ thần chê mà không quở đến Thế rồi bà bảo người nhà gọi thằng bé là ngáo Hết ba tháng mười ngày Thể cúc thu xếp đưa con về lại nhà chồng từ giả cảnh giàu sang về nơi thanh bần đạm bạc nhưng lần này nàng dường như nóng ruột muốn về thấy mẹ cố giấu làn nước mắt rưng rưng sau vẻ mặt nghiêm trang nàng thương mẹ quá mẹ ơi đừng lo cho con con sống nơi dân giả đã quen rồi nàng nói như an ủi mẹ tự thâm tâm nàng nghĩ giờ đây ở nơi nào đi nữa khổ bao nhiêu ta cũng thấy vui sướng miễn là được sống bên chàng giờ thì cu ngáo sắp lên ba nàng đưa thằng bé cho con hồng bế đi chơi trong xóm phần nàng đang ở trong bếp chế biến mấy món ăn mà đoàn trưng ưa thích thể cúc giờ đây đã thuộc nằm lòng những câu nói vần trong cuốn sách mà mẹ nàng trao tặng canh bầu mùi thích lá hanh hao cho biết rau hành bỏ bí đao Hầm mít lại ưa sân với lốt. Bí ngô thời phải tỏi ra vào. Có lẽ dự đoán trước con gái mình sẽ sống thế nào. Tùng thiện phu nhân chỉ soạn ra có hơn 30 món là thức ăn sang trọng dùng trong ngày lễ tiệc kỵ dỗ. Còn lại là tất cả món ăn thường trong dân gian. Hồi chiều, nghe chồng bảo đến tối có anh em bạn bè của chàng đến chơi nên thể cúc lo soạn sẵn cơm rượu chỉ có mấy món đơn sơ nhưng nàng nêm nấu thật kỳ công mong sao chồng được vui lòng bày dọn sẵn nàng lui vào phòng trong dỗ con ngủ rồi lên ngồi cạnh mẹ chồng đoàn mẫu dạo này đã yếu lắm rồi mắt nhìn không rõ nữa nhưng tai vẫn rất thính bà sơ soạn cầm tay thể cúc nhướng mắt lên con à mẹ thấy có tiếng ai lạ phải không tiếng thằng trưng thằng thực thằng ái sư quý sư viên thì ta nhận ra rồi còn giọng mai mới tới nữa thể cúc nhỏ nhẹ dạ có hai người lạ con không ra phía trước nên không biết là ai bữa qua con có nghe chồng con nói mới kết giao được hai người bạn là tôn thất cúc quan hữu quân ở điện càng thành và nguyễn tăng hữu hình như làm chức xuất đội thì phải đoàn mẫu nghĩ ngợi một lúc rồi bảo con ta xưa nay rất ghét bon chen kết thân với chỗ quan quyền sau nay lại quen với người của triều đình ta nghe nói lão hữu này là quan trông coi dân phu xây lăng vua ở vạn niên bọn quan lại ấy rất tàn độc người làng ta bị chúng bắt đi hành hạ đánh đập rất dã man nhiều người chịu không nổi mà chết oan thể cốt vừa đấm lưng cho đoàn mẫu vừa kể Nghe chồng con nói, quan suất đội bảo là lệnh hoàng thượng truyền xây lăng trong 6 năm. Nhưng vì quan thống chế Nguyễn Văn Chất muốn lập công, cứ khăng khăng tâu lên là chỉ cần 3 năm cũng đủ. Vì vậy mà dân phu phải làm đêm ngày không nghỉ. Việc này có lẽ chính hoàng thượng cũng không được biết. Đoàn mẫu thở dài. Một đời làm dân bà đã chứng kiến biết bao nhiêu điều cơ cực. Nhưng chưa bao giờ dân khổ bằng lúc này bà bảo mỗi khi về thăm con nên bẩm với đức ngài đem những nạn ách của dân mà tâu lên hoàng thượng họa chăng người nhìn thấu mà mở lượng cho dân được nhờ thể cúc ngập ngừng không nói thực ra từ trước khi triều đình chưa khởi công xây vạn niên cơ tùng thiện công đã biết được nhiều nỗi cay đắng của người dân không cay đắng sao được người pháp đã đánh vào miền nam ba tỉnh miền Đông đã cắt đứt cho chúng. Ba tỉnh miền Tây, vựa lúa của cả nước cũng đang trở thành miếng mồi thơm, chẳng biết còn mất lúc nào. Tiền tài vật lực đều dồn cho việc chiến trận, trăm thứ trăm thiếu, giặc giả nổi lên như ong. Chứng kiến bao nhiêu cảnh ngộ, nhưng Tùng Thiện Công bản tính vốn hiền hậu. Ông chỉ biết đưa tấm lòng mình vào thơ, chứ chẳng dám tâu trình với vua mà muốn tô trình e cũng khó vì từ thời đức minh mạng lên ngôi ngài muốn hạn chế quyền lực của các hoàng thân nên đã đặt ra lệ các hoàng thân quốc thích tuyệt đối không được giữ binh quyền làm quan chức không được tham dự bàn tán vào việc triều chính trải mấy đời lệ ấy đã thành quen không ai dám trái đêm ấy đoàn mẫu ngủ yên giấc rồi thể cúc trở về nằm bên con thao thức Tiếng Đoàn Trưng và các bạn của chàng nói chuyện ở ngoài vườn xa, nàng chẳng nghe được gì. Nhưng nàng cũng nhận ra là hôm nay họ không ngâm thơ. Uống rượu mà lại chẳng ngâm thơ, chẳng biết họ nói với nhau những gì mà quá canh ba tiệc vẫn chưa tan. Xa xa đã có tiếng gà, mới thấy Đoàn Trưng trở vào ngã lưng bên nàng. Thể cốt trở dậy, giặt khăn nước mát lau mặt cho chồng hôm nay chàng uống nhiều quá nàng khẽ trách giọng nàng dịu dàng ô yếm đoàn trưng nằm yên chàng nắm lấy tay vợ nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn nói điều gì quan trọng lắm thể cúc cầm quạt quạt mát cho chồng khẽ hỏi có việc gì sao chàng chẳng nói cho thiếp nghe đoàn trưng mỉm cười chàng lắc đầu rồi chợt chàng cầm chiếc quạt nang trong tay vợ, kéo nàng nằm xuống bên mình. Để anh quạt cho, em đã vất vả cả ngày rồi. Mấy hôm nay mạ yếu mệt có làm khó cho em lắm không? Thể cốt cười sung sướng. Không, mạ thương em nhiều lắm. Luồng gió từ tay chồng quạt mát cả tâm can nàng. Nàng chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng đến gần sáng thức dậy Nàng thấy đoàn trưng đang ngồi quay mặt ra vườn Đâm đâm ngó ánh trăng tàn ngoài liếp cửa Thì ra suốt đêm chàng không ngủ Thấy chồng đâm chiêu Nàng không dám gọi Chỉ len lén bước tới sau lưng chàng Vừa lúc đó như nghĩ đến một việc gì Chàng nghiến răng buộc miệng nói lớn Tàn bạo Chàng đập mạnh tay vào án thư bên cạnh Làm cái nghiêng mực nảy lên Mấy tờ giấy bay xuống đất Thể cút sợ quá Nàng run rẩy Cúi xuống nhặt mấy tờ giấy Trên những dòng chữ thảo đang được viết lỡ dở Nàng đọc thấy mấy chữ Trung nghĩa ca Đoàn mẫu gắt Giọng khang khang. Đã bảo đưa thằng cu vào đây cho bà Thể cút bảo không được đâu mẹ ạ à. nó mà vào nó lại phá không cho mẹ yên đâu mà con lại đang bận tay đây này nhưng nó khóc đòi bà nóng ruột lắm đoàn mẫu đang nằm sấp trên giường áo kéo lên để lộ tấm lưng gầy với làn da khô héo lấm tấm đồi mồi thể cúc ngồi cạnh cầm bình nước nóng áp lên lưng mẹ chồng mấy hôm nay đoàn mẫu lại bị chứng khớp từ vai xuống lưng đau nhức trong người ê ẩm nên bà sinh ra khó tính, gắt gỏng luôn. Thể cúc thấy con khóc méo ầm Mỹ, vội quay ra bảo. Hồng, bồng em ra vườn mau lên. Con Hồng dỗ dành cu ngáo, ôm thốc nó lên đưa đi. Nhưng thằng bé không chịu, giãy đành đạch, bằng mình kêu ầm lên. Thể cúc vừa lăn bình nước nóng vừa bảo. Mặt nó, cứ đi đi, mau lên không ngờ đoàn mẫu quay lại hất mạnh tay nàng ra gắt ta đã bảo đem nó vào sao các người chẳng đếm xỉa đến ta thế các người chẳng coi ta ra gì nữa sao thể cúc ôm tồn xin mẹ bớt nóng mẹ đang yếu trong người không thể để cháu vào quấy quả được đoàn mẫu càng giận phải rồi quyền ở cô cô là bà chúa cô muốn làm gì thì làm lời nói cay chua của mẹ chồng làm thể cút khựng lại nàng không ngờ lại bị đối xử bất công như thế tuổi thân quá nàng òa lên khóc đoàn tư trực em đoàn trưng vừa đi đâu về nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy vào can mẹ mẹ khó tính thế chị cả có lỗi gì đâu mà mẹ cũng bắt ne bắt nét Đoàn mẫu đang giận, thấy con nói ngang, cơn giận càng bốc lên như lửa. Người đang mệt, tinh thần bị tổn thương, thế là dây lát trợn mắt, tay chân run cầm cập, ngất đi. Thể cúc và tư trực sợ quá xúm vào lay gọi. Con hồng cuốn quýt chạy đi mời đoàn trưng về. Cả nhà ra sức xoa bóp tay chân, giật tóc mai. Mãi đoàn mẫu mới hồi tỉnh dần dần. Tư trực bảo, mẹ bệnh giận vui bất thường hay là chị tạm lánh mặt một lát thể cúc gật đầu xuống bếp ngồi sắc thuốc nàng cũng xúc động quá bưng mặt khóc tỉ tê thấy chồng bước xuống thể cúc phân trần thiếp không có ý ngỗ ngược mẹ trách oan cho thiếp làm cho mẹ chết đi sống lại mà gọi là oan sao đoàn trưng gằn giọng Thể cốt không dám tin ở tai mình nữa. Sao có thể thế được? Người chồng hết mực thương yêu nàng, sao giờ này lại hồ đồ và lạnh lùng với nàng như thế? Nàng nức nở. Tôi ở với chàng bao nhiêu năm nay? Tôi ăn ở có phải đạo không? Lẽ nào chàng chẳng biết? Sao hôm nay lại nói ép cho tôi? Hay là chàng đã thay lòng đổi dạ không còn thương tiếp nữa? đoàn trưng vẫn lạnh lùng không nói chàng đến bên giường đoàn mẫu bà đã tỉnh lại cơn đau khớp vẫn hành hạ bà cộng thêm cảm giác bực bội sau cơn xô xát bà nói dớm dẳng thôi anh không phải lo cho tôi nữa tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu đoàn trưng an ủi bà xin mẹ tha thứ đừng giận con mà thêm mệt mỏi trong người. Vợ con có lỗi bất kính với mẹ, không thể dung được. Ngày mai con xin đưa trả về phủ. Đoàn mẫu tuy khó tính nhưng không phải là người ác tâm. Bà chưng hững khi nghe con trai nói. Nó nói thật hay là nói để cho bà vui lòng? Bà vội can. Thôi con, việc nhỏ trong nhà, sao đến nỗi phải làm to chuyện như thế? nhưng đoàn trưng đã quyết, chàng khăng khăng không đổi ý. Thể cốt sững sờ, cả trời đất đảo lộn trước mắt nàng. Nàng quỵ xuống, ôm mặt hồi lâu mới nói được mấy tiếng nghẹn ngào. Chàng đã có ý ruồng bỏ, thiếp dù có gắn phân trần cũng chẳng ít gì. Chỉ xin chàng cho thiếp đưa con theo về ngoại. Con còn nhỏ quá, để thiếp chăm lo. Đến bao giờ lớn lên thì quyền ở chàng nước mắt nàng ràn rụa ướt má cuộc hôn nhân của một thiên kim tiểu thư ở kinh thành ai ngờ lại kết thúc bẽ bàng như thế đoàn tư trực động lòng đưa mắt nhìn anh đoàn trưng vẫn lạnh lùng không nói mấy hôm sau thể cúc ngược thuyền về dinh từ hôm về lại phủ thể cúc như người mất hồn cứ thờ thẫn hết ra lại vào chẳng thiết làm gì mà cũng chẳng muốn nói năng với ai đã lấy chồng là thể giá ở nhà chồng người đàn bà bị chồng bỏ đem trả về cho cha mẹ chẳng những không còn mặt mũi nào nhìn ai mà cả cha mẹ cũng tuổi hổ lây giá mà cha mẹ nàng cũng hống hách như các nhà quyền thế khác thì họ đoàn khó mà ăn yên ở yên cho được nhưng tùng thiện công là người phúc hậu không bao giờ vì hiềm riêng mà sinh thù oán ngài chỉ âm thầm buồn người đời vẫn thường bảo gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia hay là con gái mình cậy thế xuất thân phú quý xúc phạm đến gia tộc bên chồng trong lòng ông thầm trách chàng rễ gàng có gì sao không dạy vợ mà đang tay ruồng rẫy như thế tùng thiện phu nhân thì tin chắc con mình không bao giờ là người không giữ đạo vợ Bà thầm trách chồng sao không có cặp mắt tinh đời Đem đứa con ngàn vàng gả cho thằng rể gàn dở nhẫn tâm Tuy bà chẳng nói ra lời Nhưng Tùng Thiện Công vẫn cảm thấy sự trách cứ âm thầm của vợ Lòng ông vì thế cũng không nguôi Giá cái đêm rằm tháng 6 năm ấy Ông không bỗng dưng nghĩ đến việc chọn đoàn trưng làm rể Biết đâu duyên phận của thể cốt sẽ khác đi Y ngã hơn, an nhàn hơn hôm nay cũng đêm rằm tùng thiện công trong lòng miên man buồn ngài lững thững bước xuống hành lang rộng nối sang khu bạch bí một bóng hai gầy gầy ngồi dựa cột lặng thinh nhìn trăng ngài nhìn lại chính là thể cúc nàng ngồi bó gối tóc vẫn dài trùm lưng trong tay cầm cuốn giấy đầy những chữ thảo tùng thiện công cầm lên ánh trăng sáng đủ để ngài nhìn rõ Ngài nhận ra nét chữ của đoàn trưng. Trung nghĩa ca. Ngài lẩm bẩm, rồi dở tiếp vào trang trong. Tùng Thiện Công đọc một lúc, bụng bảo dạ. Chết chưa, nó lại dám bình luận về việc của Hoàng thượng sao? Thể Cúc, con không nên đưa cho ai đọc bài ca này, để ta cầm về cất giữ cho con. Thể Cúc không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo cha đang cầm cuốn giấy trở lên nhà đôi mắt áo não của nàng đầy vẻ tiếc nuối đó là những vần thơ của chồng nàng khi chia tay nàng đã đem theo làm kỷ niệm dù rằng chàng đã xử tệ thì nàng cũng không thể quên con người chàng trong bao năm qua con người mà nàng vừa yêu thương vừa kính nể đêm ấy tùng thiện công thắp nến đọc lui đọc tới bài ca đôi vai gánh đá xương mòn, mông trôn roi đánh chẳng còn mảnh da. Thì ra dân các vùng phụ cận kinh thành đang chịu cảnh khổ sở như thế này đây. Vốn có lòng nhân hậu, Tùng Thiện Công suốt đêm không sao nhắm mắt. Nước nhà đang nghi ngửa, dân đói nghèo, thiên tai đeo đẳng, đã thế còn bày cảnh ức hiếp dân. Một khi dân không chịu nổi nữa, họ nổi lên thì liệu cả hoàng thất có yên được mà ngồi trên thiên hạ hay không? Mà sao ta khiếp nhược thế, không dám tâu lên hoàng thượng? Canh năm chưa rạng, Tùng Thiện Công đã trở dậy, gọi người hầu lấy nước súc miệng, rửa mặt. Lấy cho ta chiếc áo chầu, ta muốn xin vào cung bệ kiến hoàng thượng. Ngài vừa xỏ tay vào chiếc áo rộng màu đỏ theo rồng bốn móng, thì chợt nghe tiếng huyên náo ồn ào, rồi uyên sồ xô cửa chạy vào. Nàng uyên sồ thường bước đi êm như ru, vậy mà giờ đây chân đi lính quính, mặt tái ngắt không còn giọt máu. Bẩm tướng công, nghe nói đoàn trưng nổi loạn, đêm qua đã kéo người vào cung xâm phạm hoàng thượng. Tùng thiện công kêu lên một tiếng hải hùng, trời đất tối sầm trước mắt ông chỉ kêu lên được một tiếng rồi ngã quỵ uyên sồ chạy đến đỡ nhưng rồi nàng cũng quỵ xuống cạnh ông đoàn trưng không phải người nhất thời manh động chàng đã sắp đặt trước rất chu đáo về việc lật đổ vua tự đức để phò đinh đạo con trai của an phong công hồng bảo lên ngôi thật ra việc tôn phò đinh đạo đã nhiều người nghĩ tới họ vốn là thủ hạ của an phong công ngày trước an phong công là anh khác mẹ của vua tự đức tự đức lên ngôi đồng nghĩa với phái an phong công thất thế cái án sử giảo dành cho an phong công làm xúc động nhiều quan chức trong triều vì vậy trước đây những ai có cảm tình với hồng bảo thì nay lại có thiện ý với đinh đạo con trai hồng bảo sau khi cha chết đã bị buộc đổi sang họ đinh là họ mẹ đoàn trưng xuất thân dân giả không phải thủ hạ của hồng bảo chưa từng chịu ơn ăn lộc của ai chàng và các anh em đồng chí của chàng tôn phò đinh đạo vì đó là cách duy nhất để gạt tự đức ra khỏi guồng máy quốc gia cũng như phần lớn kẻ sĩ trong nước chàng đã thất vọng vì thái độ nhu nhơ khiếp nhược của hoàng đế đương thời trước sự ham dọa của giặc pháp càng thất vọng hơn khi guồng máy quân chủ ngày càng quan liêu Dân chúng khổ cực trăm đường. Nói gì đến những nơi xa xôi, ngay làng Dương Xuân cách kinh thành chưa đến nửa ngày đường, dân phu ở Vạn Niên ngày ngày tắm mình trong máu và nước mắt, mà ở kinh thành vua quan nào ai để mắt đến. Chỉ có một cách, thay đổi người cầm đầu đất nước. Mà muốn thực hiện được điều đó thì phải dùng bạo lực. Nghĩ thế nên từ khi giao kết với Tôn Thất Cúc, người trông coi cấm binh trong hoàng thành. Đoàn Hữu Trưng, Đoàn Tư Trực thường xuyên đến gặp Nguyễn Tăng Hữu, Lê Văn Cơ, hai vị quan ở công trường Vạn Niên. Hai người này tuy làm quan nhưng thấy bọn Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Văn Sa đầy đọa dân phu quá tàn độc, họ rất căm phẫn. Cả hội cùng nhau chích máu ăn thề, quyết tâm làm việc lớn, cứu nạn cho dân mà cũng xoay chuyển luôn vận nước. Nửa đêm mồng 8 tháng 8 năm bính dần Dưới sự chỉ huy của nhóm đoàn trưng đoàn trực Toàn bộ dân phu đói khổ ở vạn niên cơ nhất tề nổi dậy Bắt trói thống chế xa Rồi mỗi người cầm một cái chày giả vôi Chạy thẳng vào cung cấm Quyết hạ bệ tự đức và hoàng tôn lên ngôi Đã bao ngày bị đè đầu cởi cổ Nay đã vùng lên được Họ reo mừng rầm trời Xông thẳng vào cửa ngõ môn Ký thế như vũ bão Hữu quân Tôn Thất Cúc làm nội ứng, mở cửa đại cung môn. Nhờ vậy quân khởi nghĩa nhanh chóng kéo nhau đến điện Càng Thành. Nghe tiếng hò la vang trời, tự đức trở dậy. Cung nữ thái giám nhớ nhát chạy đến. Nguy lắm rồi, xin bệ hạ tạm lánh ra phía sau cung rồi tìm đường thoát đi. Tự đức lật đật chạy vào sau nội tẩm. Người hầu đóng sập cửa tả xương lại, vừa đúng lúc quân nổi dậy ập vào hôn quân trốn rồi bỏ chạy rồi có tiếng ai đó nói lớn bên ngoài lại có tiếng một người khác quân ta vây chặt bốn phía y chạy đằng nào cho được chắc chỉ tạm trốn sau tẩm cung mà thôi đó là tiếng đoàn tư trực đang chỉ huy quân khởi nghĩa tiếp đó là tiếng reo hò Tiếng chân người rầm rập, rồi hai cánh cửa bị xô thật mạnh. Tự Đức vẫn lánh phía sau, chỉ cần cánh cửa bật ra là một vương triều thay chủ. May sao cho Tự Đức, một thị vệ liều thân đứng chắn, hai tay ra sức đè hai cánh cửa, cố cưỡng lại sức xô từ ngoài vào. Hai cánh cửa lúc xô vào, lúc bật ra. Người thị vệ đang chắn cửa vẫn cố hết sức chống đỡ. Bỗng trong một phút cánh cửa hé ra rồi bật vào một tay của chàng trai bị kẹp vào giữa hai cánh cửa, máu ứa ra ròng ròng nhỏ giọt. Nhà vua từ chỗ ẩn nấp vẫn nhìn ra trong chừng, thấy vậy vội hô mấy tên thái giám chạy ra giúp sức. Người thị vệ ấy thật dũng cảm, vành tay bị hai cánh cửa kẹp đứt lìa, máu tuôn ướt áo, vậy mà vẫn nghiến răng chịu đau đè chặt cửa không buông. Mấy cung nữ còn lại quanh vua xanh xám cả mặt mày, Bên ngoài đảng nghịch thì đông, chúng cứ nhất định phá cửa thì làm sao số người ít ỏi bên trong chống lại cho nổi. Cái chết đã đến gần trong gan tất. Bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo, có tiếng đao kiếm va chạm loãng soảng, hơn nửa canh giờ chưa thôi, rồi có tiếng ai đó quát lớn. Bên trong hãy mở cửa ra, chúng tôi là lính kim ngô đến cứu giá, đã trừ xong đảng giặc nhận được tín hiệu quen thuộc chàng đội trưởng thị vệ buông tay ngã lăn xuống đất ngất đi lúc này nhà vua mới nhận ra đó là hồ oai trưởng vệ đội quân long vũ trấn giữ càn thành trong thời gian hai bên giằng co trong ngoài cánh cửa hai cánh quân kim ngô và dực trảo đã kịp đến vây đánh phía sau những người nổi dậy vốn là những người dân nghèo khổ ốm yếu không hề được tập luyện, họ không thể chống nổi sự đàn áp của quân lính. Người chết tại chỗ, người chạy tháo thân. Đoàn trưng và các thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa đều bị bắt. Cái tai bị đứt của Hồ Oai đã cứu vãn một triều vua. Từ rạng sáng ngày mồng 9, dân kinh thành ai đi qua cửa chính đông đều nhìn thấy một ông già mình mặc áo xô, đầu chít khăn xô đang quỳ giữa đường, Đầu đội sớ mặt quay về phía hoàng cung. Đó là Tùng Thiện công Miên Thẩm đang quỳ xin chịu tội. Cái án mà Đoàn Trưng gây ra không nhỏ, đó là tội phản nghịch, theo luật thì phải tru di ba họ, họ cha, họ mẹ, họ vợ. Hoàng đế tự đức vừa thoát nạn lớn, khí chất ngài vốn ốm yếu lại bị xúc động mạnh, nên ngày hôm ấy mình rồng không yên, lại thêm đám loạn vừa dẹp tan, hoàng cung nhốn nháo các quan vào ra xin thánh chỉ nhà vua không lúc nào rảnh mà nghĩ tới tình cảnh ông chú ruột mãi đến chiều tối trống thu không đã điểm tùng thiện công nhức nhối cả thân mình muốn ngất đi mà không dám ngất mới thấy một quan thái giám từ trong cung cởi ngựa ra viên thái giám không đem theo chiếu chỉ của vua chỉ truyền lệnh hoàng thượng truyền hoàng thúc cứ về nhà tạm nghỉ công tội đâu đó sẽ định đoạt sau. Tùng Thiện Công gạt lệ, run run đứng lên. Hai tay dân sớ nhờ quan thái giám đem về dâng lên thánh thượng. Mấy ngày sau cả tòa phủ đệ ngập tràn không khí tan tóc. Ký thưởng viên lặng lẽ, hoa lá bơ phờ không ai chăm tưới. Trong khu nhà bạch bí luôn nghe tiếng khóc thúc thích. Trên những mặt người vỏ vàng là những đôi mắt sâu trỏm vì lo sợ quan tam phẩm trương cửu nghi cởi ngựa tiến vào hai bên là đội quân hộ vệ đội nón đỏ mặc áo đỏ nẹp vàng cổng phủ mở rộng trong sân cả nhà tùng thiện công miên thẩm quỳ trước hương án chờ nghe chiếu vua trương cửu nghi chưa vội truyền đọc nhìn quanh một lượt xem có đủ mặt con trai con gái trong phủ không ông hắn giọng nhìn quanh có vợ và con của nghịch trưng ở đây không Tùng thiện phu nhân đang quỳ, ngẩng mặt lên thưa. Bẩm tiện nữ là vợ của kẻ nghịch, đã là tội nhân của triều đình nên chúng tôi đã cho trói giam riêng một nơi. Còn cháu thì đang ở đây chờ lệnh. Bà đưa mắt nhìn cu ngáo đang được một thị tỳ bế quỳ bên cạnh. Thằng bé chẳng biết gì, hai tay cầm một chiếc ngù lông màu xanh vừa nghịch vừa cười. Cả à, thị tỳ vội giữ cái ngù, nắm hai tay thằng bé chắp lại. Thằng bé ngước lên nhìn, đôi mắt hạt nhãn tròn xoe đen láy quan tam phẩm trương cửu nghi truyền cho gọi vợ nghịch trưng ra quỳ nghe chiếu thư lát sau hai thị nữ xúc nách thể cút ra nàng mặc áo trắng xỏa tóc trên mặt chẳng còn chút khí sắc nào hai thị nữ vừa lơi tay thì hai đầu gối nàng sụm xuống nàng quỳ gục đầu trên mặt đất trương cửu nghi bắt đầu truyền đọc chiếu vua nghịch trưng đem lòng hung bạo toan phạm đến thánh thể tội ác ấy thực tay trời không thể nào dung thứ lòng người ai cũng oán ghét y dù có 10 lần đem giết cũng chưa xứng tội trẫm vốn lòng khoan thứ không muốn chấp kẻ vô loài nhưng phép nước rành rành không thể để loạn mối diền xả tắc nay theo tam pháp ti nghị án xử nghịch trưng và đồng đảng thật nặng để làm gương Đinh Đạo tuy không trực tiếp chủ xướng việc ác nghịch, nhưng để cho đảng phạm lợi dụng, nay xử cho thắt cổ. Mẹ, vợ và các con cũng đều phải thắt cổ cho tuyệt mầm họa. Đoàn Hữu Trưng, đoàn Tư Trực cùng bè đảng 13 người đều phải xử lăng trì, bêu đầu, gia sản sung vào công quỷ. Toàn gia họ đoàn từ già đến trẻ đều xử trầm hà, không để sót ai. Riêng vợ của Nghịch Trưng vì đã bị y đuổi về, tình nghĩa vợ chồng đã dứt nên tha cho tội chết. Tùng Thiện Công kén rễ không tin cũng đáng trách phạt. Lẽ ra thì phải cách hết chức tước, tịch thu gia sản. Nhưng trẫm nghĩ tình hoàng thúc là người nghiêm cẩn, phúc hậu. Vậy đặt cách tha cho mọi tội, chỉ cắt hết lương bổng trong 8 năm. Vậy đủ thấy lòng thương mến của trẫm đối với cốt nhục trong hoàng thất chỉ truyền ra cả nhà tùng thiện công như trút được mối lo ai nấy dập đầu bái tạ chỉ một mình thể cút khóc rống lên lết về phía quan truyền chiếu xin đại quan bắt thiếp đi cho thiếp được chết giờ đây nàng đã hiểu vì sao đoàn trưng đuổi nàng về phủ chàng đã lo trước những tai họa có thể xảy ra và đã nghĩ đến con đường sống cho nàng nàng khóc nấc lên uất nghẹn Trời cao đất dày ơi, chồng tôi trung nghĩa mà chết, tôi còn cầu sống làm chi nữa? Quan truyền chỉ cao mặt hừ một tiếng. Làm giặc mà còn tự xưng trung nghĩa? Thấy thể cút lê đến níu và áo mình, ngài rẫy mạnh ra, quá. Ai chết, ai sống đã có lệnh vua, tưởng muốn chết là được chết sao? Quyên sồ và mấy thị nữ chạy ra lôi nàng lui nhưng nàng oằn mình ra vùng vẫy như điên dại khi thấy quân lính chạy đến lôi cua ngáo ra khỏi tay tùng thiện phu nhân thằng bé dãy nảy kinh hoàng một tên lính khóa chặt hai tay thằng bé rồi dìm nó vào hồ bán nguyệt trước sân tiếng khóc sặc sụa sau mấy giây rồi nín bặt chỉ còn những bong bóng nổi lên mặt nước cuối cùng tên lính ném cái xác tái nhợt ướt đầm của đứa bé ra sân Thể cút quay mòng mòng như con thú điên dại Mắt nàng đỏ rực cuồng điên lăn lộn trong tay các gia nhân thị nữ Đang cố giữ không cho nàng chạy đến sát con Họ kéo nàng đến trước án thư Sợ sệt khuyên nhủ Nhà vua tha tội chết cho tiểu thư Phải dập đầu tạ ơn Thể cút lắc đầu sặc lên khóc Bỗng nàng nghe tiếng tùng thiện phu nhân tha thiết vang lên con ơi, con thương cha, thương mẹ, thì gắn quỳ xuống dập đầu đi con. Tiếng nói của mẹ nàng làm nàng tỉnh trí lại một chốc. Nàng gắn gượng khấu đầu lại. Tiểu Bạch và Uyên Sồ dìu hai bên, đỡ nàng đứng lên, quỳ xuống. Họ nói giùm nàng. Tội nhân là thể cúc, xin tạ ơn khoan hồng của Thánh Thượng. như cái máy, nàng cũng nói theo. Tạ ơn khoan hồng của thánh thượng. Rồi nàng khấu đầu lần cuối, và chợt thấy đất tối sầm như mở ra, sâu hút dưới chân nàng. Khi đứng dậy, thể cúc không còn nhớ gì nữa. Nàng đã mãi mãi trở thành một con người khác. Nhiều năm sau, đêm đêm những người sống gần tòa phủ thường nghe xa xa tiếng ru con rất thảm thiết họ thường đồn nhau là tiếng của ma cây đào vì nghe chẳng giống tiếng người không ai biết đó là tiếng một người đàn bà điên được nuôi riêng trong một biệt phòng nơi khu nhà bạch bí án lục về dâm nữ họ tống trong phòng biệt giam của ngục thất phủ Kim Long. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn trên cao không đủ soi cả một khối đêm dài. Giữa vực tối câm lặng ấy, chẳng có gì ngoài một hình người lờ mờ trắng hiện ra trên nền gạch lạnh buốt. Đồ sát quan hiện ra giữa hai cánh cửa vừa mở. Hai tên lính cầm đuốc dẫn đường, ánh lửa bập bùng soi sáng trên cái hình người kia. Một phụ nữ nằm sấp dáng người mảnh mai như ngập giữa những lọn tóc dài rối tung, ngổn ngang như một bầy rắn biển. Tống phu nhân Đô sát quan ngồi xuống chiếc đôn mà tên lính vừa bưng tới. Giọng y đanh thép nhưng không giấu được chút kiên nể còn sót lại. Thì mới cách đây hơn 10 ngày, người đàn bà này còn ngồi trên một địa vị cao sang đến thế. Đáp lại, người đàn bà chỉ thở ra một tiếng rên dài hai tên lính xốc nách nữ tù kéo dậy. Khuôn mặt lấm lem nước mắt không che giấu được vẻ đẹp sắc sảo từ đôi mắt, khóe môi. Ở tuổi 36, cái tuổi mà đàn bà xứ đàn trong nhiều nắng gió đã được xem là già. Tống Nương vẫn được ca ngợi là người đàn bà đẹp nhất. Nhưng bây giờ nhan sắc ấy đang rơi xuống đến đáy sâu nhất của địa ngục. Tống Phu Nhân, bà đã biết tội chưa? biết tội rồi thì hãy ký vào bản cung này bẩm quan lớn thiếp không phạm những tội này thiếp có tội nhưng không phải những tội này tống nương không giấu vẻ cực kỳ khinh bạc trong giọng nói hai cổ tay trắng ngần của nàng bây giờ đầy những vết xây xác rớm máu hai cổ chân cũng thế chiếc cùm đã làm chúng sưng phòng đã đến nước này thì có chi mà để nài nỉ để mà van xin nữa ký đi tội thứ nhất làm gián điệp cho quân trịnh thiếp không làm gián điệp cho quân trịnh nhưng cha nàng vượt biển ra bắc cha thiếp có hoàn cảnh của người khi phải quay về quê ở thanh hoa còn thiếp đã gả cho họ nguyễn phúc mỗi người có mỗi số mệnh cho dù là cha con đi nữa lý sự đanh thép nhỉ nàng hãy nghe các bản tố cáo đây Tiết mạnh xuân năm quý mùi Tống thị kết sâu chuỗi trăm hoa Sai người dâng lên thanh đô vương trịnh tráng Làm trịnh tráng say mê Cho quân trịnh kéo vào đánh đàn trong Tống nương cười nhạt Xin đại quan nghĩ lại xem Đường từ thuận hóa ra đến thăng long Đi ngựa phải hơn 10 ngày đường Đi biển cũng phải nửa tháng Làm sao thiếp có phép gì Mà gửi chuỗi hoa tươi đến chúa trịnh đồ giác quan hơi chùn lại, cái đầu của ngài bắt đầu suy nghĩ. lâu nay ngài vẫn nghe đồn đại về sâu chuỗi hoa có phép màu làm đàn ông say đắm, một ngón nghề mà Tống Nương đã dùng để mồi chài các bậc vương công. nghe thế thì tin thế, chưa bao giờ ngài suy xét xem có thật không. nay bỗng nghe Tống Nương phản bác, ngài nhất thời đâm ra lúng túng. Trong vốn quen nói ép người ta chứ không quen nghe người ta nói. Ngài đập bàn, nói tràn đi. Nỏ mồm! Đây, một thư tố cáo nữa. Tiết trọng thu năm mậu tí, tiên vương thân chinh đánh giặc. Nhà ngươi đòi đi theo để làm nội ứng cho quân trịnh phải không? Bẩm đại quan, người ta tố cáo thiếp làm nội ứng cho giặc. Vậy có bằng chứng gì không? Nếu tay chân của giặc lại ở ngay bên mình chủ soái thì sao giặc lại thua, ta lại thắng lớn. Ba vạn quân trịnh bị bắt làm tù, trịnh đào bỏ cả quân sĩ mà chạy, ngài không nhớ sao? Đô sát quan càng nghe nói càng hoang mang. Như mọi lần hỏi quân tội nhân, lúc ngài không suy nghĩ được nữa, ngài nhớ tới hình cụ. Một cây tre được đưa tới. Lính trẻ làm hai, chỉ chừa lại một đoạn gần gốc tống nương dù sao cũng chỉ là một người đàn bà bị hai tên lính lôi kéo nàng dễ dụa hét lên khiếp đảm nhưng hai bàn tay trắng nõn của nàng đã bị đút vào giữa chỗ thân tre chẻ đôi đặt nằm trên đất tống nương ngã sấp xuống hai tên lính nhảy lên đạp vào hai đầu cây tre tay tống nương phọt máu nàng gào lên thất thanh liệm đi tạt nước vào mặt nó đô sát quan thét. Hình cụ, máu, tiếng kêu rên làm ông ta hăng lên, rũ bỏ được chút kiên nể cuối cùng. Tống nương oan ngoại đưa lưỡi liếm môi. Máu từ mũi nàng nhỏ giọt hòa với nước ướt đẫm trên mặt. Tội thứ hai, nghe đây, mê hoặc tiên vương làm trái luân thường đạo lý. Tống nương vừa hé mắt, tiếng đô sát quan sang sảng quất vào tai nàng nấc lên một tiếng, ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Chúa thượng, chúa thượng ơi, thần thiếp đây mà. Chúa thượng cứu thiếp đi. Người hãy nói không phải thiếp mê hoặc ngài, chính là ngài đã yêu thương thiếp. Trong cơn mê, tống nương nức nở, luôn miệng nói sản. Thượng vương Nguyễn Phúc Lan đang hiện về bên nàng. Năm chồng nàng là cai cơ Nguyễn Phúc Kỳ mất. Nguyễn Phúc Lan 30 tuổi, cái tuổi đàn ông cường tráng tự tin và đầy tham vọng từ phước yên vào quảng thay mặt cha làm lễ tang cho anh ngài thức suốt đêm bên linh cữu người quá phụ quỳ trước quan tài tang phục và nước mắt càng làm nàng đẹp hơn cái đẹp não nùng không phấn son chúa thượng hãy làm chứng cho thiếp đi tống nương níu chặt áo nguyễn phúc lan vật này bỗng chốc vạt áo liệm của ngài hóa ra tấm áo bào lộng lẫy nhà ngục biến mất cung phủ vàng son hiện ra hơi ấm của người xưa ủ quanh mình nàng tống nương uống cong người Chốt lát những vết đau tan biến chỉ còn những vuốt ve mơn trớn từ hai bàn tay đã từng chứa chất quyền uy người nói đi tiết nguyên tiêu năm ngày mới lên ngôi các dinh phủ đều được vào dân hoa đâu phải mình thiếp thượng vương ôm chặt người đàn bà trong lúc nàng khóc nấc lên vì một thoáng chợt nhận ra mùi thơm ngào ngạt của những vị thuốc ướp xác tỏa ra từ thân thể người đàn ông đã từng yêu chiều nàng đúng rồi chính vì ta nhìn thấy vòng hoa ngửi mùi hương nghe xướng đến danh hiệu của nàng ta đã nhớ lại hình dung nàng năm năm trước hình ảnh nàng bỗng cháy trong ta như lửa ngài nói nữa đi có phải chính ngài đã vời hết phu nhân các dinh vào phủ để đón trăng rằm tháng 2 với đức bà thái phu nhân không đêm ấy đức bà vui lắm khiến ai cũng khen ngài là người con có hiếu người ta kể khi thiếp về rồi hai ngày liền ngài không động đến một hạt cơm một miếng bánh thế rồi nửa đêm quan trưởng phủ đem kiệu đến trước thềm nhà thiếp có phải thiếp đã khóc đã vật nài chối từ quan trưởng phủ cùng quân lính cứ quỳ mãi ngoài thềm không đứng dậy nếu bà không lên kiệu thì cả lũ chúng tôi từ nay hết trông mong gì thăng tiến dù thuận lòng hay không cũng xin bà đến nói một lời với chúa xin bà lên kiệu bà muốn uống rượu mời hay rượu phạt rượu phạt của người đứng đầu trăm dân chắc chắn ghê gớm không vừa nên thiếp đã lên kiệu cứ ngỡ là nhắm mắt đưa chân chỉ vì sợ hãi. Nhưng lạ chưa, lúc ngồi trên kiệu, thiếp đã cảm thấy một nỗi hân hoang rất đổi đàn bà. Trong phủ phước yên, ngài đang đợi thiếp. Số nến thắp trong phòng dường như đã tắt bớt rất nhiều, nhưng không giấu được vẻ tiều tụy trên mặt ngài. Trước mặt thiếp lúc đó không phải là con người, mà một tiếng ho có thể làm cả triều đình rúng động chỉ có một người đàn ông đang gầy rọc đi vì khát khao và đau đớn. Thiếp thản thốt quay mình chạy ra cửa, không phải vì sợ ngài, mà vì sợ chính mình. Nguyễn Phúc Lan, người luôn luôn chiến thắng, người được trời lựa chọn. Muốn nối ngôi thì được nối ngôi, ra đánh giặc chưa bao giờ thua một trận. Trị dân thì trăm họ được yên ổn. Gặp lúc đại hạn lập đàn cầu mưa thì được trời cho mưa. Con người ấy mà cũng có khi hạ mình năn nỉ dỗ danh nàng. Khanh đừng sợ. Trướng gấm này thăm thẳm, ai vào được đến đây mà đàm luận. Tự cổ chí kim, đã có ai bảo đường minh hoàng với Dương Quý Phi là trái luân thường đạo lý. Tống nương khóc nghẹn, lã người, để mặc cho người đàn ông phủ lên nàng cả cơn mưa ve vuốt cuồng si. Tàn cuộc, mồ hôi từ thân thể nàng thấm ướt đệm gấm phúc lan đỡ nàng dậy lấy chăn lụa che cho nàng ngài gọi nữ tỳ cả mâm vàng được bưng ra trên đệm chỗ nào có dấu mồ hôi chỗ đó được lấp kín bằng những lá vàng lấp lánh bây giờ những lá vàng đó đang hiện ra mồn một mồ qua những dòng chữ trong án lục về dâm nữ họ tống khốn kiếp Đô sát quan vỗ bàn. Mồi chài tiên vương để trục lợi, đáng tội chết. Tống nương mở mắt. Không có phúc lan nữa. Nàng nhớ ra. Ngài chết rồi. Chỗ dựa của nàng không còn nữa rồi. Đến cái chết của ngài, người ta cũng đem ra để tra khảo nàng. Chỉ vì ngài không rời nàng từ lúc lên ngôi cho đến 13 năm sau khi ngài chết. Từ lúc có nàng, Ngài chỉ chiến thắng, không bao giờ thua. Rất có thể chính vì Ngài không cho phép mình được thất bại trước mặt người đàn bà của đời mình. Ngài chết trên lâu thuyền giữa lúc đoàn quân của xứ đàn trong đang ca khúc khải hoàng quay về phủ Kim Long. Khi cái chết đột ngột đến kéo Ngài đi, cũng chỉ có linh hồn Ngài đi theo quỷ vô thường, còn xác thân Ngài vẫn quát chặt lấy tấm thân êm ái nóng bỏng của Tống Nương nước mắt theo những hoài niệm cũ tuôn ra ướt mặt. Làm sao thiếp lại giết vương thượng cho được? Giết ngài thiếp được gì? Hay là mất tất cả? Nếu thiếp làm tay sai cho quân trịnh, sao không ra tay sớm, mà đợi đến khi quân trịnh thua trắng mới ra tay? Kẹp chân! Đồ sát quan thét, ngắt ngang lời nàng. Tống nương giải dụa trong tay hai tên lính. Nàng vụt hiểu, biện bạch thật vô ích. Đâu ai cần tìm kiếm sự thật. Cái người ta đang cần là một bản án. Cố co hai bàn chân lại dưới gấu quần nhào nát, nàng hỗn hển, thất thanh. Nếu quan lớn không tin thiết, xin hỏi tín hầu. Thiếp xin nhờ tín hầu đứng ra làm chứng. Tín hầu Nguyễn Phúc Trung. Đô sát quan bỗng phá ra cười. Ta đang muốn hỏi nhà ngươi về Phúc Trung đây hắn âm mưu làm phản thế nào người biết gì mau khai ra tống nương ù cả hai tay làm phản từ ba đời rồi không có đời nào ở triều đình đàn trong này không nghe nói tới chuyện có kẻ làm phản trong cái gia tộc đứng đầu nửa nước này sự ham hố địa vị làm chúa như một con ma không từ một cái đầu nào không chui vào ám ảnh Nhưng thực hiện ám ảnh đó được hay không lại là chuyện khác như phúc trung tống nương biết rõ là chẳng bao giờ hắn dám dù hắn là người dám làm nhiều chuyện nguyễn phúc trung em cùng mẹ của chúa thượng nguyễn phúc lan người trước đây luôn ra mặt kình chống tống nương không có lần nào giáp mặt chúa mà hắn không đòi giết nàng để chính cương thường nhưng bỗng một hôm nàng phát hiện ra thực sự hắn muốn gì trong một đêm trung thu lúc cả hoàng thất vui vầy trong cung phủ bỗng có ngọn gió lạ làm mây đen che kín mặt trăng. Cả vườn ngự tối sầm. Chợt có bàn tay ai thô rắn từ phía sau thọc qua nách tống nương, sụt vào kẻ áo. Tống nương quay phát lại, rảy mạnh người. Vừa lúc thị nữ thắp sáng dãy đèn lồng trước hiên. Đôi mắt phúc trung lấm lét nhìn lơ sang phía khác. Cố nén giận, chờ lúc đi ngang qua trước mặt y Tống Nương rít lên khe khẽ. "Đồ tôi, muốn chết đấy à?" Trước sự kinh ngạc của nàng, hắn cũng rít lên qua kẽ răng. "Chị cứ bẩm chúa đi, xem ngài có tin không." Tống Nương mắt chúa thật. Nhưng nàng không ngờ, chúa chỉ sa sầm mặt xuống, tím mặt lặng đi một lúc. Sau đó, ngài không hề nhắc lại lúc ấy nàng hiểu ra dù yêu nàng bao nhiêu đi nữa phúc lan trước hết là một nhà chính trị chúa cha mất đi để lại nhiều dòng con trong bối cảnh đó sự cố kết của mấy anh em cùng mẹ là sức mạnh lớn mà ngài không thể thiếu sự dung dưỡng của phúc lan trong nhiều năm đã biến con người nhiều tham vọng nhưng thiếu bản lĩnh đó thành nhân vật số một trong tôn thất khi phúc lan mất Thế tử Nguyễn Phúc Tần lên thay Phúc Trung đã nghiễm nhiên là chú ruột chúa Mặc dù y chẳng mấy khi nói được điều gì hay ho Tiếng nói y vẫn có trọng lượng bậc nhất trong triều Địa vị y lớn lên Và thói trăng hoa cũng lớn lên thêm Ánh mắt nhìn tống nương hao háo không cần che giấu Sự thèm khát của Phúc Trung rất đơn giản Trong mắt y Tống Nương là một đồ chơi của đế vương có nàng trong tay, hắn có thể tự chiều nịnh mình với cái cảm giác cũng cùng đẳng cấp với ông anh đã ngồi trên ngôi chúa. Phúc Trung cũng có cùng sở thích đàn bà như những người anh của y, nhưng cách yêu đương của mỗi người thì khác hẳn. Lần đầu tiên dằn ngựa tống nương nằm vật ra trên sập gụ, y cười đắc thắng. Ta nghe nói cái của quý của nàng cũng giác vàng, phải thế không? tống nương không trả lời chỉ biểu môi một cách khinh thị nàng chờ cho cơn ham hố của hắn qua đi mùi rượu sặc sụa phả ra từ hơi thở những tiếng gầm gừ hung hăng trong khoảnh khắc mây mưa làm tống nương muốn ói mửa nhưng nàng cố dằn lại nàng biết mình chỉ còn cách dựa vào phúc trung thời chúa phúc lan sổ mái nàng tất cả đàn bà trong phủ hầu như không hề được gọi vào nội tẩm bao nhiêu yêu quý dồn cả vào một người thì bao nhiêu thù ghét cũng dồn cả vào một người chúa mất nàng còn lại như cái cây trơ trọi nàng ngồi trên đống vàng một mình tứ phía là những ánh mắt đầy dọa nạt nhưng có lẽ cái biến cố làm nàng khiếp hãi và quyết định ngã vào tay phúc trung chính là cái chết của thừa nhi mới mấy canh giờ trước đó thừa nhi còn vừa đi vừa hát trong vườn trúc uyển trong câu hát chắc cô đang mường tượng khuôn mặt rắn rỏi của nguyễn phúc tần với mọi người phúc tần là chúa của cả nước còn với thừa nhi là một tráng sĩ anh hùng một chàng trai tuấn tú rất đáng yêu cô có thể nhắc đến chàng từ sáng đến chiều không biết chán mới nối ngôi, Nguyễn Phúc Tần có vô số việc phải sắp đặt với triều thần. Nhưng dù bận rộn thế nào, ngài cũng không thể qua một ngày không nhìn thấy thừa nhi. Ừ thì nàng chỉ là ca nhi, thân phận không thể sánh với các phi tần, vốn là con gái các quan lớn thế lực trong triều. Nhưng nàng vừa thơ ngây vừa ranh mảnh, vừa e lệ vừa táo bạo. Nàng hút hồn người không phải bằng dung nhan xinh đẹp mà bằng cái tư chất kỳ lạ của riêng mình. Giữa đám cung tần mà lời ăn tiếng nói cho tới bước đi dáng ngồi đều được dạy dỗ theo khuôn phép. Thừa nhi nổi bật lên, sống giữa cung đình mà cứ hồn nhiên như con sơn ca giữa đồng nội. Mỗi tuần trăng nàng đến dinh tống nương hai lần để học những bài hát cổ. Lẽ ra với thân phận ca nhi, nàng không được tự quyền đi lại như thế nhưng quan lính trong phủ không ai không biết chúa sủng mái nàng. Không ai không cúi đầu trước cô bé 16 tuổi ấy. Nhìn vào khuôn mặt cô, người ta không thấy những nét ngây thơ trên đó, mà chỉ thấy sau lưng nàng là oai quyền của chúa. Sáng hôm ấy thừa nhi đến. Cô bé ngồi trên cái kiệu nhỏ có tám nữ nô vạm vỡ khiêng qua vòng cổng. Băng qua khu vườn yên tĩnh, Thừa Nhi vào phòng Tống Nương, nhón gót đi êm ru rồi bất chợt hòa lên khiến Tống Nương giật bắn người. Phu nhân, xin phu nhân đừng giận em nhé." Thừa Nhi cuống quýt chạy lại ôm lấy Tống Nương. "Phu nhân dễ giận mình thế? Em cứ tưởng." "Em cũng thường đùa với chuối thượng như vậy, mà người chẳng bao giờ mắc lừa em." Tống Nương vừa ôm ngực thở, vừa mắng yêu ta tất nhiên không thể sánh với chúa thượng rồi người là bậc anh hùng đã chiến thắng giặc ô lan còn ta chỉ là một bà quá nhát gan lần sau mà còn đùa dai như thế ta sẽ tuốt xác em ra đấy ở đây cách vương phủ cũng xa chẳng có ai đến bên em đâu thừa nhi cười phu nhân cứ đánh em đi đánh thật đau ngài đã không kịp bên em thì em càng có cớ để làm nũng với ngài. Tống nương rút một cành cúc hồng trong chiếc lọ sứ, đánh khẽ vào má thừa nhi. Cô bé vừa chạy tránh, vừa quay mình muốn tuôn ra cửa khuê phòng. Tống nương buông cành hoa, gọi giật cô bé lại. Này, đi đâu đấy? Hôm nay ta đã bảo người danh ca già chờ sẵn để dạy em bài gió xuân hôm nay em không tập hát em chỉ tiện đường ghé thăm cho đỡ nhớ phu nhân trưa nay chúa thượng đến dự tiệc ở nhà ông lớn nguyễn cửu kiều ngài bảo em sang trước đem quà ban tặng cho quận công tống nương đi cùng với thừa nhi ra cổng chiếc kiệu nhỏ xinh xắn đang chờ khi thừa nhi vái nàng rồi lên kiệu tống nương biện rịn nghiêng người vào trong nhìn thấy chiếc khay trên có món quà của chúa gửi cửu kiều một chiếc áo gấm xếp gọn ghẽ tống nương nhìn vốn tinh mắt nàng nhận ra nơi chéo áo gấp lại có một vật gì nổi cộm lên được khâu kín trong lớp vải bỗng chốc linh tính nàng máy động mắt phải giật liên hồi nàng khều nhẹ vào vai thừa nhi tay kia chỉ vào chỗ khả nghi trên chéo áo miệng khẽ suỵt ra hiệu cho thừa nhi đừng lên tiếng nhưng thừa nhi vô tình không lưu ý vội vã dục bọn nữ nô khiêng đi nhanh nhanh kẻo trễ trưa hôm đó thừa nhi chết nghe người ta thuật lại đầu cô bé lìa khỏi cổ đôi mắt mở to kinh hãi ngỡ ngàng không ai có thể vuốt đôi mắt ấy cho khép lại chắc là hồn thừa nhi vẫn còn chờ chúa nhưng Nguyễn Phúc Tần không bao giờ đến với nàng nữa. Ngài đã quyết định như thế hôm qua. Mở món quà tặng, Nguyễn Cửu Kiều thấy ngay mật chỉ của chúa trong nếp áo. Trong mật chỉ là thủ bút chính tay Nguyễn Phúc Tần đã viết. Khanh hãy giết ngay người con gái này cho ta. Tống nương điến người vì sợ cái chết tức tưởi của thừa nhi báo hiệu một thay đổi lớn trong chính sách của nguyễn phúc tần bắt đầu từ nay thanh sắc sẽ đồng nghĩa với tội lỗi nếp sống khắc khổ thời nguyễn hoàng vào khai khẩn đàn trong sẽ được tái lập tống nương có thể đoán ra những lời lẽ đanh thép của các quan đại thần trong triều ngày xưa ngô phù sai vì yêu tây thi mà mất nước xin chúa thượng lấy đó làm gương Trời ơi, từ xưa đến giờ, đâu có thời nào không có người đẹp. Sao cứ mỗi khi người đàn ông bất tài làm mất nước, thì lại đổ thừa cho người đẹp làm đổ nước nghiêng thành. Chao ôi, họ đã xúm nhau vào tô với Chúa. Người là bậc anh hùng, phải mở rộng đất đai, đánh ra miền Bắc, không phải chỉ ngồi yên hưởng lộc ở phương Nam này. Mong người biết lấy xã tắc làm trọng. Ừ, thì xã tắc là trọng chút má hồng chẳng có chi đáng kể thế thì sao không mở cho thừa nhi một con đường sống nếu ngài không cần nàng nữa sao không để cho nàng ra đi thừa nhi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm không vây cánh không quyền thế muốn giết nàng cần chi phải đến mật chiếu giấu vào đai áo ngài đã biết tài sắc cũng là một thứ quyền năng sao không thể nương tay Tống Nương thở dài. Nói cho cùng, Phúc Tần là con người sinh ra để cai trị. Cái chết của Thừa Nhi là một thông điệp mà ông gửi đến quần thần. Ta đã giết ái thiếp của ta. Ngày mai ta bắt đầu cuộc sống khắc kỷ, cần kiệm, xa rời lạc thú, thanh sắc. Các khanh hãy coi chừng đấy. Với bầy ái thiếp của các khanh, với thói quen giật lạc xa hoa của các khanh vì vậy mà mới cần đến bàn tay nguyễn cửu kiều đã là một thông điệp thì càng vang dội càng hiệu quả càng nhiều người biết càng có ích những ám ảnh kinh hoàng bắt đầu vây bủa tâm tư tống nương từ ấy trong suốt mùa đông nàng đau ốm sợ hãi thỉnh thoảng nàng lại giật thột cả người run bần bật Nàng đang nghe tiếng òa đùa cờ của Thừa Nhi Đang thấy Thừa Nhi tung tăng chạy lại Đôi môi nũng nịu, chúm chím tươi cười Đúng là Thừa Nhi, sáng hôm ấy Trước cái buổi trưa chết thảm Những người đã bình phẩm về Thừa Nhi trước mặt Chúa Nay biết đâu lại tiếp tục bình phẩm về nàng 13 năm được Thượng Vương Phúc Lan yêu dấu nàng đã trở thành cái gai trong mắt bao nhiêu lệnh bà trong phủ Kim Long. Nàng cần một người có thế lực để dựa vào. Mấy tháng trời bị giam trong ngục, nàng chỉ còn chờ mong mở con người đó. Phúc Trung không làm phản đâu, không bao giờ có chuyện đó. Nàng buộc miệng kêu lên. Nói chưa hết lời, nàng rú lên thảm thiết hai tay bấu cào điên loạn trên nền gạch hai đoạn tre đã nghiến chặt hai cổ chân nàng trong khi hai tên lính ung dung qua lại trên thân tre như đang đi qua một chiếc cầu êm ái khai đi phúc trung làm phản còn nhà ngươi là đồng đảng với hắn khai đi không không cơn đau làm tống nương không nói nổi rõ tiếng nàng chỉ thốt ra những âm thanh méo mó trong tiếng thở ngằn ngặt. Nhưng vốn là một người có bản năng cầu sống mạnh mẽ khác thường, nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết nếu khai ẩu thì cả phút trung, cả nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Một cơn mưa roi phủ xuống mình nàng. Lính nhét bút vào tay nàng, kéo tay nàng chấm vào nghiêng. Tống nương quằn quại vải máu trên khắp nền nhà ngục nàng thu hết sức lực còn lại hất đổ nghiêng mực cây roi da trong tay tên lính lại quấn lấy mình nàng nàng hét lên thất thanh mắt mờ đi rồi nhắm lại trong nghị sự đường của phủ kim long chúa nguyễn phúc tần đang ngồi bàn việc với hùng lộc hầu quân hầu thị nữ đã được lệnh cho lui xa ra ngoài hai lớp cửa trên án thư án lục về vụ mưu phản đang mở rộng Vũ Tần đọc qua phần nói về Tống Nương rồi thoáng trao mày. Nhiều tội trạng quá mà chứng cớ hầu như chẳng có. Động cơ phạm tội cũng không rõ. Cũng chẳng có một lời nhận tội. Bỗng ngài nhếch miệng cười. Thế này thì hóa ra 20 năm nay, trong cái triều đình nhiều âm mưu và sự biến này, chẳng ai có tội lỗi gì cả. Tất cả đều chỉ tại một người đàn bà Hùng Lộc Hầu ngồi bên án thư, thấy chúa Nguyễn do dự, liền đặt lên bàn một xếp giấy dài. Bẩm, thần xin dâng lên chúa những chứng cớ quan trọng nhất. Chúa Thượng nhìn đây sẽ hiểu vì sao phải ra tay không thể chần chừ. Đấy là những bức thư tố cáo cuộc tạo phản của Phúc Trung. Thực ra, những tội mà người ta vạch trần chỉ là những câu nói ngông nghênh phạm thượng của ông chú ruột nhà chúa. Đúng như sự tiên đoán của Hùng Lộc Hầu, những câu nói này làm Phúc Tần nổi nóng còn nhanh hơn cả một âm mưu có thực. Phản nghịch! Phúc Tần quát mắt, đập mạnh tay xuống án thư. Những lời lẽ sắc sược của Trung như đâm vào lòng tự ái của Phúc Tần. Bẩm Chúa Thượng, xin Ngài bình tâm. Người như Phúc Trung, thần biết, lá gan của y chỉ nằm ở ba tấc lưỡi thôi. Có điều, ba tất lưỡi không biết điều ấy làm phiền cho ta nhiều quá. Một triều đình mạnh không chấp nhận những tiếng nói phá bỉnh, phải làm cho nó im hơi tắt tiếng. Phúc Tần đã kịp bình tĩnh lại. Năm ất hợi, Phúc Lan vừa nối ngôi. Nguyễn Phúc Anh, em khác mẹ của ông, nổi loạn. Lúc ấy Phúc Tần đã 15 tuổi, đứng hầu bên thềm chúa, tận mắt nhìn thấy Phúc Anh bị lôi vào trước điện hắn khóc rống lên, thê thảm như con bò bị dắt đến trước lưỡi búa. Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan trên điện nhìn xuống, nước mắt chảy ròng ròng. Thế vậy, Phúc Anh hy vọng, hắn càng thống thiết vang sinh tha mạng. Nhưng chỉ mấy giây sau, võ sĩ đã lấy dùi đồng đập hắn vỡ sọ, ấp phọt ra tung tóe giữa sân triều. 15 tuổi, phúc tần học bài học đầu tiên về cai trị tội làm phản là tội chết dù là em ruột hay con đẻ cũng không thể tha vốn là người thông minh và quyết đoán ngài cân nhắc rất nhanh cái chết và cái sống của phúc trung hùng lộc nhìn theo nét mặt chúa lại một lần nữa đón ý việc của trung cũng hao hao như việc của nghịch anh ngày trước nhưng nghĩ kỹ cũng có chỗ khác anh làm loạn có quân tướng có đồng đảng chứng cớ hẳn hoi còn trung thì chỉ mới nói suông nếu không phân nặng nhẹ e sợ tôn thất và triều đình ta tháng ta ra uy để định nhân tâm nay nếu lại làm loạn nhân tâm thì cũng dở nhưng đã gọi là trấn áp phản nghịch mà xử quá nhẹ thì còn răng đe ai được bẩm chúa thượng cứ yên lòng nếu chúa tha chết cho phúc trung thân đã chuẩn bị sẵn cho trung một hình nhân thế mạng phúc tần ngẩng lên tống phu nhân không dâm nữ họ tống trung đã không khép được vào tội làm phản lẽ nào tống thị lại làm phản một người đàn bà làm phản để lên làm chúa sao ai tin được phúc tần thoáng cười chua chát nghĩ thầm thực ra nàng có một tội đáng chết nhưng lại không đưa ra xử được liệu hồn đấy nếu các người dám dứt dây động rừng xúc phạm đến phụ vương ta trong khi chúa nghĩ ngợi thì hùng lộc đã đặt tiếp lên bàn một thép giấy khác đấy là bản cáo trạng của nguyễn phúc trung viết về tống thị chính dựa vào bản cáo trạng này mà nàng tống thành tội nhân lớn nhất và thần kỳ nhất thủ phạm của những tội ác mà một người đàn bà như nàng khó lòng làm nổi bẩm chúa thượng cáo trạng của trung đủ làm chứng chính tống thị đã xui dục trung phản nghịch loạn ngôn bút tần đọc qua tờ giấy với một nụ cười khinh bỉ một gã đàn ông khiếp nhược nghe một tiếng dọa đủ rúm lại đổ hết tội lỗi lên đầu đàn bà người như thế không phải là đối thủ của ngài nghĩ vậy phúc tần bảo hùng lộc nghĩ cho cùng y sống cũng chẳng làm gì được ta chết cũng chẳng lợi gì cho ta thôi cứ giao cho khanh tùy ý xử đoán hùng lộc mừng rỡ cúi rạp đầu bẩm gạch tên trong sổ tôn thất kê biên tài sản tha cho mạng sống chúa nguyễn gật đầu vậy là đã đạt được mục đích của ngài triệt bỏ uy thế của lớp tôn thất tiền triều còn tống thị vài giây trôi qua những giọt sáp đỏ ngầu theo nhau chảy dài trên giá nến cuối cùng hùng lộc buông mấy tiếng đanh gọn tử hình phúc tần gật đầu trong phút ấy Chẳng hiểu sao ngài nghĩ tới thừa nhi. Khi nàng chết, ngài đã không đến vuốt mắt nàng. Dâm phụ họ Tống sẽ bị hành hình trước cửa chợ Kim Long sau ngày rằm tháng mạnh thu. Gia tài sung công quỷ. Hôm nay, một ngày trước cuộc hành hình, trong gian ngục giam giữ Tống Thị, có hai người đàn ông đang cùng cúi xuống, nghe những lời trang trối của người nữ tử tù. Ám ảnh về cái chết đang chờ khiến Tống Nương không còn đứng vững. Nhưng cái bản năng cầu sinh dai dẳng vẫn bắt nàng cố chạy vậy một lần cuối. Đại quan, đằng nào thiếp cũng chết. Thiếp tự biết thiếp hết đường rồi. Sau khi thiếp chết, nhất định người ta sẽ ghi vào sử những tội trạng mà thiếp không hề có, rồi văn nhân đời sau sẽ theo đó mà thêm thắt đặt điều khiến thiếp nằm dưới đất không yên vì vậy thiếp chỉ xin được ghi đúng tội của thiếp làm loạn theo giặc bỏ bùa mê thuốc lú cho người thiếp không có nhưng thiếp biết mình có tội tội của thiếp là tội dựa vào quyền thế cứ tưởng như vậy là kế lâu dài xin hãy cứ ghi là thế để người sau hiểu rằng Quyền uy chẳng phải tấm lá trắng vạn năng, mà cái chết của thiếp cũng không phải là vô ích. Hai người đàn ông nhìn nhau, một người là Ngục Quan, còn một người vừa được Ngục Quan đem đến theo khẩn cầu của nữ tù, đó là Sử Quan của phủ Kim Long. Thiếp sẽ không quên ơn các ngài, gia sản của thiếp sung công cả rồi nhưng thiếp vẫn còn một thứ của cải mà chỉ mình thiếp biết nơi chôn giấu đó là tấm chăn lụa gói đầy vàng mà năm xưa tiên vương đã ban cho thiếp không phải thiếp mua chuộc các quan người như thiếp giờ còn mua chuộc được ai nữa nhưng thiếp xin để tạ các quan vì ơn huệ cuối cùng tống nương nhìn lên ngọn đuốc trên tường leo lét bập bùng trên ánh mắt sắp sửa kiệt sức của nàng Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Họ dò ý nhau trong im lặng, rồi cùng gật đầu. Sử quan sánh vai với ngục quan bước ra. Cửa tù khép lại. Nàng Yến Hoa, ái thiếp của sử quan họ Trương, ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy Trương đưa cho gói vàng nặng nặng. Kể từ khi hầu hạ Trương đến giờ, chưa bao giờ nàng được chồng ban tặng hậu hỷ như thế tuy vậy nàng vẫn nửa mừng nửa lo tướng công ghi vào sử hệt như lời trối trăng của dâm phụ sao quân tử nhất ngôn nàng biết chứ chữ tín là trọng dù là với đứa trẻ còn phải giữ lời huống chi yến hoa băng khoăn thế ngộ nhỡ chúa thượng không vừa ý thì sao Chuyện lớn lắm chứ chẳng nhỏ đâu." Sử quan cười. "Đúng là kiến thức đàn bà. Xưa nay theo lệ triều đình, vua chúa đương thời không được xem chính sử. Chúa thượng anh minh làm gì có chuyện làm sai như thế?" "Biết đâu đấy, ai biết được trời lúc nào sấm xét. Bây giờ ngài không xem, nhưng biết đâu sau này có lúc ngài muốn xem." Tưởng công dám chối từ à? Sau này à, sau này thì sẽ tính sau." Trường nói tránh cho qua chuyện, rồi bảo Yến Hoa cởi khăn áo cho ngài lên giường nghỉ. Nhưng Yến Hoa lo âu cứ ngẩn cả người, quên cả kéo màn kê gối. Nàng nhớ tới chuyện cái chết của thừa nhi lâu nay đồn đại trong dân gian. Chúa là người cứng rắn, dễ đâu giỡn mặt với ngài. Thấy vậy Trương không cầm lòng được, rỉ tai ái thiếp. Nàng đừng lo, ta có thuật tả tự vô tích, viết mà không để lại dấu vết. Lấy mai mực nghiền nhỏ hòa với mực, viết chữ rất đẹp, rất rõ. Nhưng sáu tháng sau tự nhiên nét chữ biến mất, chỉ còn giấy trắng. Ta không trái ý tống thị mà cũng chẳng trái ý chúa, có gì phải lo. Yến Hoa nghe vậy, mặt tươi hẳn lên ghé lưng nằm cạnh trương ngoài xa xa có tiếng chiên tiếng trống trong chiếc củi gỗ tống nương đang được chở đến pháp trường phía sau khám đường có tiếng thép liếc trên bàn đá xoèn xoẹt sắc ngót đao phủ đang mài gươm chờ sáng Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio